นะโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะคัมภีร์เจตองแห่งยะคัมภีร์เจกันชื่อนามชื่อนุ่ย trong đạo tràng hay giọng giọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ nam mô bích thà dạ nam mô bích thà dạ dạ đạo tràng dạ con nghe âm thanh ngài rất là rõ dạ cảm ơn phạm vượng dạ đạo tràng có thể cho một tín hiệu được không ạ? Nam mô bích thà dạ dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ dạ phạm vượng vượng nghe rõ cho tín hiệu và kính chào anh chị Phan Văn Liêm và kính chào tất cả quý vị vào đạo tràng và cảm ơn Như Quang và con thấy là có được hai vị trà nói âm nhỏ nữa chắc có lẽ là chắc lên thì Nhật Bình đọc để tỉnh ngài trả lời ạ. Dạ cảm ơn anh chị Phan Văn Liêm. Dạ đạo tràng có nghe được có câu hỏi nào đưa lên không? Hoặc là đưa bàn tay lên không ạ? Dạ con chưa có thấy bàn tay cũng chưa có thấy câu hỏi. Dạ con đang cầm mic con xin hỏi ngài một câu trước để mở hàng đi. Dạ Nam Mô Bích Thai dạ. Dạ con bạch ngài mấy ngày nay cho Nam Tiền sinh hoạt thì có một vấn đề chia sẻ thì nói về ngài Moggallana mà tại sao mà đắc đạo quả chậm vậy bạch ngài và lý do gì mà ngài Moggallana là đắc đạo quả chậm hơn những vị khác và con cung thỉnh ngài giải thích cho con ạ. Con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bố Thầy dạ kính bạch chư tôn dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra ngày mốc hay là ná cũng đâu đắc quả chậm thế này đâu. Ngài có bị trở ngại là quán về khi nào có cái sự giả dự buồn ngủ rồi thì phải làm sao đó thì ngày sự thật đó là ngày hành tiếp tục rồi ngày đắc thôi. Cũng giống như ngài Sariputta vậy, ngài đắc rồi cái một thời gian sau cũng chúng tôi không nhớ bao lâu nhưng mà rồi ngài mới nhận cái khi mà có cái người quen của ngài tới hỏi Đức Phật cái gì đó ngài đứng quạt cho Đức Phật thì lúc đó nghe xong rồi ngài đắc thì cũng lâu chứ đâu có ấy cũng khoảng hai tuần thì phải tuần hai tuần thì cỡ đó thôi chứ đâu có chậm gì đâu nhưng mà có những cái là tại vì cái chúng ta coi cái tiểu sử của ngài Mất Khoanh La Ná đó thì cũng có thể chậm nhưng mà thật sự ra là cũng không có chậm cho lắm nè. Tại vì đa số là các vị đó là ba la mật cưng đầy đủ cái gì liên quan tới mấy ngày đó thì mới biết được chứ còn hỏi bất tử chúng tôi không có đọc kỹ cái tiền nghiệp hai ngày đó anh ra không có thể nói chắc chắn có dướng cái tiền nghiệp gì xấu xa hay không. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sa thú con thành kính tri ân ngài. Dạ tại cũng có một vị linh chia sẻ mà con lúc đó con nghe không rõ nghe thành ra con hỏi lại ngài. Cho chắc dạ quý vị dạ mời những câu kết trác ạ. Dạ Nam Mô Bích Thà dạ và dạ, kính mời đạo tràng cho những câu hỏi ạ. Dạ bạch ngài chưa có câu hỏi con xin hỏi tiếp ạ. Dạ Nhật Quỳnh thấy Phật pháp cũng hay có câu hỏi lắm nè, nếu Phật pháp có câu hỏi thì chắc lên đi Nhật Quỳnh sẽ đọc. Dạ bạch ngài con
Con giảng về quả vị Phật, và câu hỏi của con á là quả vị Phật đó bạn ngài, và là được một cái quả vị Phật, và quả vị Phật á, và tại con nghe có một vị nói là một vị mà bỏ ngôi vua mà lên núi tu như vậy đó đã đạt quả Phật. Dạ có phải gì không bạch ngài? Dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thực sự mình nói Phật, mình nói theo đúng theo chi pháp á, thì là tứ thánh quả phải là tứ thánh quả, thánh quả đó. Nhưng mà cái tùy theo cái tiền nghiệp, cái ba la mật của mấy ngài đó tạo đó, thì mấy ngài đó tạo cái kiểu nào thì khi mà nghe Phật á, thì chữ Bút Thá thì nó có tới năm hạng, nhưng mà nếu mình hiểu theo cái Phật mà cái chữ Phật mà mình hiểu đó, hiểu theo tiếng Việt của mình đó, thì thật sự Phật có ba hạng. Thứ nhất là Phật toàn giác, tức là cái vị đó đó tự chứng đắc và có khả năng để thuyết giảng lại cho người khác nghe được, không thầy chỉ dạy, tức là không có thầy dạy cho người khác nghe để đắc theo. Thứ nhất. Thứ hai là đầu là độc giác Phật, tức là bạch chê cả Bố Thá, tức là cái vị đó đó cũng tự đắc nhưng mà không có khả năng để diễn giải những cái phần mà mình đắc cho người khác biết được. Vị đó đắc không có thầy mà cũng không có trò học. Cái vị thứ ba gọi là thinh văn, thông thường mình gọi là chư tăng mà mình thọ tỳ tâm tùy ngũ giới đối với về dụ vậy đó. Trong cái thời Đức Phật nào cũng có cái vị đó đó, thì vị đó đó có thầy và có thể thuyết pháp giảng đạo được cho người khác nghe đó. Thì ba hạng đó là cái vị không thầy, tự chứng đắc và có khả năng giảng dạy. Vị thứ hai không có khả năng chứng đắc, nhưng mà thì cái khả năng tự chứng đắc không có, phải cần thầy, nhưng mà khi mà đắc rồi thì có thể giảng giải cho người khác nghe đó, là thinh nhân giác đó. Thì nó có, nhưng mà thường thường mình để ý đó là thường thường ta chỉ nói tới bậc, nghĩa là hai cái bậc mà đại thinh văn ở kế Đức Phật mà thôi. Đức Phật có bốn vị tu sĩ đó, thời tu sĩ thì có bốn, cận sĩ nam cận nữ thì cũng có bốn, bốn cái gì mà được xưng tụng đó. Thì hai cái vị mà, nam của Đức Phật thì là một ngày là Mokkhana La Ná, Diên Môn Trí Tuệ. Ngày thứ hai đó là chuyên nhớ trí tuệ siêu đẳng. Cái gì thứ hai là Mokkhana La Ná, tức là thần thông siêu đẳng. Vị nữ tiêu đại siêu đẳng là Khể Ma, tức là bà Khể Ma, tức là siêu trí tuệ siêu việt. Cái vị mà thần thông siêu đẳng tức là bà cái bà mà bị anh chàng tào lao làm bậy đó. Hai, còn cận siêu nam cận siêu nữ thì cũng có đúng vậy, nhưng mà ít thấy nói tới, chỉ nói một phần nào đó thôi. Thành ra cái đó là, thì coi trong cái phần mà nghe các vật mà có trội hơn người ta, cái này nọ được phước được thực Phật Thắng Dương đó. Cái vị đó là tạo ba la mật như thế nào, nguyện như thế nào để mới được thành như vậy. Thì thường thường cái bậc mà toàn giác thì cũng có ba hạng. Quý vị tại sao quý vị tụng Nam Mô Tát Xả ba lần là vậy đó? Nam Mô Tát Xả lần thứ nhất là cho bậc toàn giác trí tuệ, thì Nam Mô Tát Xả lần thứ hai là cho bậc đức tin, bậc toàn giác mà về đức tin. Còn cái Nam Mô Tát Xả lần thứ ba là để dành cho cái bậc toàn giác mà hạnh tinh tấn,
À, thành ra khi quý vị đọc sẵn bút thê là cũng vậy đó. À, muốn biết cái vị đó, đó là như thế nào đó thì trong bài sẵn bút thê nói rõ ràng, Phật toàn giác là cái người đầu tiên đó phải qua bao nhiêu vị Phật, tâm thì bực bội phải bao nhiêu vị Phật, không nguyện ra lời được bao nhiêu vị Phật, tổng cộng ba cái hạng đó mà khoảng là 3 triệu mấy vị Phật chắc quay dẫn nào đó. Quý vị đọc trong cái bài kinh sẵn bút thề là cái mà nói tới mình đảnh lễ tới ba cái hạng Phật đó. Phật thứ nhất là tăng thượng tuệ, phần thứ hai là tăng thượng tính, phần thứ ba là tăng thượng cát năng đó. Đó đó là những cái điều kiện mà để tại sao mà mình phải chia ra Phật này Phật nọ, là như cái thời gian mình mà nếu từ cái được thọ ký không, nó cũng là cái chữ sẵn khả giá đó, sẵn giá tức là không thể đếm được. Mà thường thường là đếm được, mà sẵn cái giờ là không thể đếm được. Nói cái từ cái lúc mà được thọ ký cho tới ngày thành Phật của cái vị Phật mà tăng thượng tuệ đó đã 4 a tăng kỳ, mà có thêm 100 ngàn để kiếp, nghĩa là cái thời gian lâu đó đếm không được, 4 năm lần gấp 4 lần cái sự đếm không được, với 100 ngàn đại kiếp, tức là trái đất này sinh diệt 100 lần là số lẻ mà thôi, mới thành được một vị Phật chứ nó không phải dễ ha. À dạ. Dạ, sa thủ con thành kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, Ngài đã giảng dạy rõ có nhiều điều từ nào giờ con chưa được nghe. Dạ, bây giờ con nghe được Ngài giảng, con rất là hoan hỷ và dạ, con kính tri ân Ngài. Nam mô Bích Tha giá, dạ, cảm ơn Phạm Vượng và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá, dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Dạ, cảm ơn Patti. Dạ, con thấy câu hỏi của Patti rồi. Kính Ngài con làm cho đúng à. Nam mô Bích Tha giá, dạ, con kính dâng bích đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư quý vị, đánh lễ để Phật cái cách đánh là điện á, quý vị cụ thể hạ điện bên chân khá bà đi thả, tức là hai tay hai cẳng với cái đầu đi xuống là năm cái phần nó đụng đấy. Đàn ông thì quỳ khác, đàn ông quỳ thì chúng ta nói không biết quý vị hiểu không, thì diễn tả nó cũng khó chính xác. Đàn ông thì quỳ là cái có cái chân cái gót đụng cái vào cái mông coi là vậy đó, còn đàn bà thì thẳng ra nguyên cái bàn chân thẳng dài ra đầu gối, tức là để cho cái phần sau đó cái mông thấp xuống, còn của đàn ông thì cái mông nó cao. Còn mà khi mà lại xuống rồi đó, hai cái cánh tay lại xuống á, thì hai cái tay của người nữ là kẹp hai bên cái đầu gối, kẹp hai bên. Còn đàn ông á, thì hai cái tay khi mà hạ xuống hai cái chỏ đụng hai đầu gối. Mà lại nó khác nhau, lại khác người nam cái cách là cũng là ngũ thể điện nhưng mà khác nhau. À, là trước khi lại Đức Phật á, thường thường đó Việt Nam mình không thấy, sau này thấy đó là theo của Thái đó, thì nó sẽ có câu Bali là A-la-hán sống ở hoa của thần phá quanh tăng ở phía hoa đề mỹ. Nó thì lặp lại cái lời mình tôn ca Đức Phật là Nam mô Mê Na Tổ, tức là xin Ngài lãnh nhở con. Rồi tới cái lại thứ hai là cho giáo pháp, cái miệng thì nói khác, xoa khá tô phá quá ta thâm mô thâm măng nam mát xà mí. Rồi mình lại xuống đây cũng nói về thâm mô, mình cũng có cái câu là Subhati Banno
sao ấy sao sao gì đó. Này cũng có cái câu nói vậy đó, cái câu đầu là bút thô, này là thổ thông môn thẳng cô. Xòa khả tô phá, khóa hoa tạ thâm mô tức là đảnh lễ Đức Phật. Sù bà tỳ phan nô phá hoa tô sẵn khóa ca sẵn khô nó. Thì cứ lặp lại một cái câu thì nó tượng trưng cho mình đảnh lễ cho tăng, là khi mình xuống mình cũng nói là sẵn khô me na thổ đó. Đó, đó cái đấy đó thì chúng tôi không có rõ cái trang web nào nó có chỉ cách lại hay không chúng tôi, nhưng mà trang web của Thái thì chúng tôi biết có chứ không phải không, nhưng mà để lát chúng tôi tiện cái trang web đó là quý vị vô cái địa chỉ đó rồi bấm cái chữ translation thì nó sẽ lên tiếng Anh cho quý vị, chứ còn tiếng tiếng Anh thì không có. Nam mô Bụt Thầy, dạ dạ con thấy mà đi danh tí nè, kính tri ân ngài và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy. Dạ cảm ơn câu hỏi của ba đi chút tí. Nam mô Bụt Thầy, dạ dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. Mời bàn tay quý vị và những câu chích trác để quý vị có những cái thắc mắc để nhà Nhật Quỳnh được học ạ. Dạ kính mời đạo tràng. Quý vị có điều gì chưa rõ, chưa thông suốt về Phật pháp thì kính mời bàn tay quý vị. Dạ. Dạ bạch ngài, con cũng chưa có thấy bàn tay mà con cũng không có thấy câu kết giác. Dạ con xin hỏi tiếp. Dạ bạch ngài, có người hỏi ví dụ như con đi, con là người mua bán đi, dạ, thì phải nói dối. Nhưng mà khi mà có tiền rồi thì đi cúng chùa. Vậy ngày giảng cho con hiểu không? Như vậy không? Hay phải như thế nào cho phải là đúng nghĩa một người cư sĩ? Còn Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó thì nó trong cái giới hạn nào đó thì cái đó thì không thể gọi là phạm cái giới được. Dụ như bây giờ thí dụ dây 6 đồng thì cái đó cái cách đó cũng giống như là phần 1 đồng nó để mình trang trải cái gì, 2 đồng 3 đồng tùy theo mình tính để trang trải cái đó, thì mình ta khi mình ta trả giá mình nói không có xuống được, nó phải vậy, cái giá này nó đã vậy rồi, cái phần lời nó không có bao nhiêu thì ví dụ vậy, thì cái đó mình dầu rằng cái món đó mà khi mình bán nó không có đúng giá vậy. Nhưng mà còn nếu mà mình nói dối là khi nào cái đó phải cái giá như vậy mà mình nói thì mình nghĩa là kiếm lời một cách quá đáng thì mới sợ thôi. Chứ còn ấy là, nhưng mà quý vị nên nhớ một điều là không phải mình phạm giới mình mới đi 4 đường ác đạo, có những cái chuyện không phạm giới vẫn đi 4 cái cách của mình bên cạnh cái đó đó. Ví dụ như mà 5 cái điều gọi là người cư sĩ không nên làm đó, về phạm giới vậy đó, nhưng mà cái nhân của nó là làm thiệt hại người khác thêm chứ không phải là gọi là quý, nó gọi là ba giá múc khạ, tức là có những cái hành động nó không liên quan tới giới, nhưng mà nó là con đường mà đi dẫn tới cái miệng của địa ngục, gọi là ba giá múc múc khạ. Nên nó mấy cái đó là mình phải cẩn thận. Chứ còn nếu mà nói là mình đi bán mà lời không có lời mà chỉ lỗ thôi thì đi bán để làm gì, thấy không? Ý như nó có lời nhưng mà trong cái giới hạn của nó thì không có phạm, mà trừ phi trên cái giới hạn đó nó mới phạm. Nghĩa là muốn lời nhiều lời ít gì đó thì cái chuyện đó là ấy, thành ra chứ đi bán thì đâu có ấy đâu, đâu có phạm. Nếu phạm Đức Phật cấm rồi. Ví dụ như giờ mà nói nghề đánh cá đó có phạm không, thật sự không có chỗ nào giới nào cấm đánh cá đâu, nhưng mà mình làm thiệt hại tới chúng sanh khác thì nó vẫn đưa mình đi 4 đường ác đạo như thường.
chứ không có phải là đợi phải phạm giới mới đi bốn đường ác đạo. Thành ra tùy theo, có khi phạm, nếu mà quá đáng chút thì phạm, mà nếu bình thường thì không phạm, nhưng mà nó vẫn là cái nhân mà đưa đến cái quả xấu như thường. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con thành kính tri ân Ngài đã chỉ dạy cho con. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ cảm ơn Phạm Vượng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bạch Ngài, trong đầu con mấy ngày nay có một câu con muốn hỏi, nhưng mà bây giờ cũng có người vì em nhắc con, nên ra con xin hỏi Ngài. Dạ, bạch Ngài, là con thấy ở trong trong kinh đó, thì có Đức Phật có dạy cha mẹ đối với con đối với cha mẹ, chồng đối với vợ, hoặc là vợ đối với chồng, vân vân. Nhưng mà Ngài có kinh chỗ nào để dạy một người Phật tử, một người cư sĩ như chúng con đó, một cách xưng hô với với chư tăng hoặc tu nữ, và xưng hô như thế nào để mình không có phải phạm lỗi? Tại vì theo con thấy á, thì chư tăng thì con nghe với Ngài giải á, là những vị rất là đáng kính, lý do là đã đắp y của Đức Phật và cũng có giới hạnh, dù ít gì nhiều thì cũng có giới hạnh hơn tụi con nhiều, thì tụi con có phải nên mà nói chuyện ngang hàng, xin nói như là bạn bè với nhau không, bạch Ngài? Nếu con nói chuyện với một vị sư mà ngang hàng như là bạn bè thì con có mắc tội gì không? Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Tha giá, con kính nhân mới. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, cái cách đối xử nhau giữa cha mẹ hai vị trong xã hội đó, quý vị có thể vô cái bài kinh sẵn Hi Ca La Sụt Tà, tức là mình dịch là Thi Ca La Huyệt đó, thì cái đó nói rất là rõ ràng. Cái thứ hai đó là mình nói về sự tôn kính đó, thì trực tiếp thì Đức Phật có dạy trong chư tăng đó là người nhỏ hạ gọi người lớn hạ là Phạn Tệ, mà người lớn là gọi là nhỏ hạ là Quý Sổ. Còn những cái chuyện mà hòa thượng đại đức gì đó là cái đó ở ngoài đời họ làm, chứ trong kinh điển không có ấy kêu để chứ chính chứng tỏ sự kính trọng. Thành ra nếu hồi tính theo hồi xưa tại Đức Phật đó, dù mình kính trọng cái gì đó thì mình gọi họ là đại đức, đại đức lớn lắm chứ không phải nhỏ như giống như bây giờ mình nghĩ là lớn. Đại đức, bạch đại đức, thừa đại đức gì em không là. Còn có những cái danh từ mà để dành riêng cho từng cái xã hội, ví dụ như ở bên Miến Điện này, thì cái người mà gặp nhà sư, bình thường gặp nhà sư thì họ là họ gọi là Sa Già Đoà. Còn bên Thái thì cái chữ phá, tức là người trong sạch đó, thì nay gọi thí dụ phá, nhưng mà đa số bây giờ thì họ dùng cái chữ Acariya, họ gọi là Achan, gặp là bạch thưa ngài đó là Achan là này kia. Còn Việt Nam mình đó, khi mình gặp nhà sư đó nha, ngoại trừ cái nhà sư đó mình biết và nhà sư đó nói rõ cái điều kiện gì đó thì mình có thể theo, còn nếu không thì thường thường đó dùng cái danh từ Việt Nam hay nhất, nhưng mà nhiều người ta không có thích, ví dụ sư nó kêu sư này sư nọ thì người ta không có thích. Thì bây giờ cái chuyện mà dễ nhất là trong kinh điển không có cấm là mình thưa ngài, bạch ngài, hay là thêm chữ ngài trưởng lão thì vậy đó, chẳng cần biết họ lớn nhỏ giờ thưa ngài. Chứ mình gọi đại đức cái họ tưởng họ nói tôi tự hòa thượng rồi hay là thượng tọa rồi nó quá nhiều chuyện nữa ha. Mà nó cứ thưa ngài là chắc ăn nhất, bạch ngài là chắc ăn nhất. Cái chuyện, nhưng cái chuyện đó chuyện nó không quan trọng, nhưng mà người đời nó chấp vào những cái đó nó mới thành quan trọng. Mấy nhà sư chúng tôi gặp nhau là hành tê lớn nhỏ gì cũng hành tê trước, bởi vì ở người Miến Điện nhau hay người Thái nhau hay là người Tích Lan nhau, ta gặp nhau ta hỏi hạ trước. Nhưng mà người ta thấy mình ông sư ngoại quốc, người ta không có hỏi mà người ta phành tê liền ta kêu mình là đại sư hô với mình là ta gọi mình là phành tê liền, thì mình phải hỏi lại.
nói ngày bao nhiêu hả, rồi để cho mình biết để làm gì, mình đảnh lễ hay mình lại người đó, ăn lại cái vị sư đó, chứ còn cho nó chắc ăn. Thường thường đó là người nhỏ bằng đồng hoàn thành với nhau, người nhỏ hạ phải đảnh lễ lễ lại người lớn hạ, chứ không phải gặp nhau là ngó cười 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 nó muốn làm thì làm, không phải. Nó có tôn tư thật sự, nhưng mà chỉ có mấy cái nước mà theo Phật giáo truyền thống bây giờ họ vẫn còn giữ nghiêm nhặt thôi, chứ còn bên Việt Nam thì nhiều khi là lên hòa thượng mới là số 1, còn cái dưới không phải hòa thượng thì thượng tọa gì ông sùng đó, thì cái chuyện đó chỉ có Việt Nam mới thử thôi, chứ còn người khác ta không thử mấy cái đó. Người khác đôi khi người ta có những cái thầy thô, mà cái thầy thô đó chỉ cho cái sức học hoặc là cái pháp hành của người đó mà thôi. Ví dụ như quý vị nào ở Việt Nam bây giờ đó, là lâu lâu có mấy ngày Tam Tạng pháp sư tới đó, thì quý vị nhìn cái quạt của họ đó là biết họ cỡ nào. Nó có ba cái giống như ba cái bảo tháp đó, là biết là Tam Tạng pháp sư, mà có hai thì Nhị Tạng. Còn nếu không có những cái khác đó, thì tùy theo, có thể là Thâm Ma Chari Giá hay là Phi Thâm Ma Chari Giá hay là Quyết Này Giá Tha Rá gì đó, tùy theo cái thiết học của cái đó, giống cái bằng cái quạt thì tương đương như cái bằng của cái vị đó, chứ không có cấp bằng giống Việt Nam đi học về đâu. Muốn cho người ta biết mình ngon là phải là thượng tọa giảng sư tiến sĩ gì chút, thành ra mình đấy không có đâu quý vị. Để coi, ví dụ như mấy ngày thiền sư mà hay đi dạy xung quanh mấy ngày thấy đó, người ta có cái thầy thô, mà cái thầy thô đó được chư tăng người ta phải phong tặng, nhưng mà cũng không có liên quan người tới tiến sĩ tiến đồ đó. Ví dụ như ngài Ubandita đó, ăn ngài Ubandita thì ngài cũng có cái thầy thô của ngài, gì đó si tăng gon sa gia đo cấp mắt thả na cha đi giá đó. Còn tên ngài là cái tên của mấy ông sư đó, mấy điện họ cử kỹ cử họ giống mà không có gọi trực tiếp đâu, không có gọi dầu biết tên không có gọi, gọi cái thầy thô mà thôi. Còn bên Thái cũng vậy, có cái thầy thô thì họ gọi cái thầy thô đó, còn nếu không có thì họ kêu là a chan vậy thôi, chứ họ không có có đại đức thượng tọa hòa thượng vậy đó. Cái đó là chỉ có Việt Nam mới có mà thôi. Thành ra quý vị muốn gặp cái vị đó, nhưng mà thường thường cư sĩ mà gặp các nhà sư phần tê họ cũng không có gì thắc mắc hết, cũng tốt thôi. Thứ nhất là gặp nhà sư Thái, nhà Tư Cúng Điện hay Tích Lam này, phần tê là họ cũng vui rồi, chứ họ không biết bởi vì cũng giống như là cái bậc có phần tê cái theo cái nghĩa đó, cái bậc mà có pháp cao thượng vậy đó. Thành ra nó đơn giản vậy thôi, chứ còn không có còn cách đối xử với nhau trong xã hội hay là giữa cha mẹ rồi anh em rồi này kia ông xong, thì quý vị coi trong bài kinh Thi Ca La Việt là có đầy đủ hết. Nam mô Phật Thầy á. Dạ, sa thú con thành kính tri ân đã giảng dạy rõ về câu hỏi của con và đạo hữu cũng đã hoan hỷ rồi và cũng tri ân ngài và Nam mô Bích Tha giá và Nhật Quỳnh kính chào Vinh Kinh và quý anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng và Vinh Kinh chuẩn bị nha cứu Nhật Quỳnh nha, nãy giờ chỉ có trong đạo tràng chỉ có một câu hỏi thôi và cảm ơn Hoa Nguyệt còn Nhật Quỳnh hỏi mấy câu rồi nên Vinh Kinh chuẩn bị đi là Nhật Quỳnh mời Vinh đó nha. Dạ Nam mô Bích Tha giá và bạch ngài, con nghe ngài nói mà quý ngài đảnh lễ nhau là phần tê thì trong khi có khi con vào rung con thấy ví dụ như ngài Tệ Siêu đi giảng bài đi thì con thấy ở trong rung có vị trác lên dập hành tê và a hành tê thì con lúc đó con nghĩ có phải là như vậy là một vị đệ tử của ngài Tiểu Siêu không, một vị học trò đó bạch ngài là mới là hành tê không, mà bây giờ con nghe ngài nói là chào nhau bằng hành tê nhưng mà con thấy trong rung là như vậy, ngài chỉ dạy cho con coi phải những vị này là theo cái tính cách như vậy là có phải là đệ tử của ngài Tề Siêu không bạch ngài, con kính dâng bích đến ngài ạ.
Nam mô Bích Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn này. Dạ kính thưa chị, thật sự là cái học trò hay không lấy học trò thì cái đó mình không có dám. Thường nếu mà là sư phụ theo tiếng Việt, mà thường thường đó tại cái người mà vô để thành ông sư, cái vị đó, vị đó chỉ là cái vị hướng dẫn và đại diện chư tăng, cái vậy mà muốn người đời muốn trở thành ông sư phải thành sa di trước, từ sa di mới chư tăng, tối thiểu là ở cái vùng mà không phải là cái vùng biên địa đó thì là 5 vị, mà ở Trung Ấn Độ là 10 vị. Nhưng mà mấy cái nước mà chư tăng nhiều, người ta không có dám xài số đó, lỡ có người trong đó ta đưa ra phạm giới nặng cái đó, nó còn có 4 vị là cái người tu không có thành. Thành ra thường thường là ở Thái Vân Điện là cho mỗi lần cho tu là ít nhất phải 20 vị để chứng minh cho cái gì đó. Thì có 2 vị tụng thiên ngôn được giới thiệu ông này tên gì, nó cái người mà giới thiệu vô tên gì này kia, tụng xong rồi ngay cái gì đó mới thành ông sư. Tức là ông sư đó là nói theo ấy, tức là nghĩa là phó thường dân đó, nghĩa là tất cả mọi người đều có thể là thầy mình được hết chứ ngoài không. Tại vì khi mình vô đó đó mà vì thầy tế độ của mình á, tế độ mình không có khả năng, nghĩa là dạy dỗ mình vì lý do này lý do nọ gì đó mà không cần biết, thì mình cái gì đó phải tìm một cái vị khác gọi là thầy, bắt buộc mình phải phải học vậy đó. Thành ra khi nào ông sư đó chỉ một vị thầy tế độ, nghĩa là hướng dẫn mình vô, còn những cái rất nhiều vị thầy cho nương nhờ, nương nhờ để dạy về Bali lý, nương nhờ để dạy về luật, nương nhờ để dạy về tướng bộ kinh, trường bộ kinh gì, kim sổ gì đó, đều giống như là thầy cũng mới gọi là sư phụ đó, mới gọi sư phụ đó. Thành ra tùy bởi vì cái đó là phải tùy theo cái gì đó có phải là học trò hay không, thì cái đó chúng tôi không biết. Nhưng mà khi mình gọi người ta là gì gì đó dựa vào cái lời đó thì mình không thể phải là học trò hay không, nhiều khi không phải là học trò nhưng mà người ta kính trọng cái gì đó, người ta cũng có thể gọi là sư phụ được. Một cái thai vậy. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Năm một thai là những câu chết chát à. Dạ, chắc kiểu này là Nhật Quỳnh phải nhờ Quỳnh Kinh cứu bộ rồi. Nhật Quỳnh Kinh ơi, Quỳnh Kinh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Quỳnh Kinh, Quỳnh Kinh cứu bộ Nhật Quỳnh đi. Nhật Quỳnh sắp cạn vốn rồi Quỳnh Kinh ơi. Dạ, xà thủ Quỳnh Kinh. Trước nào còn thấy thiếu sót thì có thể đưa những câu hỏi lên để mà ngài Liễu Tông giảng dạy. Bây giờ trước mắt con chưa thấy có bàn tay cũng như chưa thấy có câu chết chát, con bạch ngài để con nhường mic lại Huynh Kinh để Huynh Kinh hỏi. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính mời Huynh nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sa Ngài Gia. Dạ, kính lễ Phật Lưu Tông, kính lễ Sư Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, xin kính chào bắt cóc bỏ dĩa. Dạ, kính lễ Sư Lưu Tông đi. Theo như cái vấn đề mà trong room này đó, thấy có ít vị mà câu hỏi này hỏi kia, thì theo như sư thì cái nguyên nhân nào mà khiến cho những vị này ít đặt câu hỏi, mình sợ hay sao, hay là như
nguyên nhân hả? Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa lại của tiếng Thái, thì quý vị bấm vô cái đó thì quý vị phía dưới cái trang cái phía dưới cái mỗi cái địa chỉ nó có chữ translate đó. Thì quý vị bấm vô translate thì nó sẽ lên bằng tiếng tiếng Mỹ cho quý vị để quý vị coi. Còn cái câu hỏi của huynh kinh thì xin được thưa như vậy. Theo cái kinh nghiệm mà chúng tôi từng đi dạy thì nó có ba cái điều mà khi nào mà gặp ông sư mà im re vậy đó thì có ba chuyện. Chuyện thứ nhất là biết hết rồi hỏi. Cái chuyện thứ hai là không biết gì hết nên là ngồi im luôn. Cái chuyện thứ ba là biết một nửa, không biết một nửa, hỏi ra sợ ông rầy đánh luôn à, nhập tiền. Một trong ba cái điều đó chứ không có đường nào mà khác cái đường đó đó. Rồi còn huynh ở cái đường nào để chuyện được của huynh nghe gì thì chúng tôi không có biết. Nam mô Bổn Thầy gia. À, sao tôi kính thưa sư, thì như trong cái vấn đề mà nãy con nghe sư nói về sư Nhật Quỳnh về vấn đề tỳ khưu sa di thọ giới đó, thì con chợt nhớ đến ngày xưa có một vị bên Miến Điện, nghe nói về vị nó rất là cao hạ, nhưng mà sau đó vị đó nói là bây giờ mình cao hạ quá thì dễ sanh ngã mạn, giờ mình phải quần tu rồi xuống tu lại sa di. Thì theo cái quan điểm này thì con nghĩ không biết như thế nào, thì con cũng thỉnh sư quan nghĩ giải thích là cái điều đó có nên làm hay là không nên làm, từ một vị cao hạ về xuống ra làm lại sa di để cho dẹp được cái sự ngã mạn theo quan điểm như vậy. Dạ con cũng thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn mẹ giả thưa thầy cho quý vị, việc làm nó chắc chắn là nó có chính xác rồi. Bây giờ mình có tu cao hạ nhỏ hạ gì cái cả mạng nó đều có hết đó, nếu mình chưa đắc thánh. Thì bây giờ cái chuyện là mình nên hành theo lời dạy Đức Phật, để nếu mà còn là phạm nhân thì để mình làm bớt cái năng lực của cái ngã cống cao ngã mạng đó, mình làm nhẹ bớt những cái phiền não loại đó. Hoặc là có những gì chúng tôi biết là họ lớn hạ rồi họ vô rừng họ trốn trong đó, tại vì họ nói tôi chú hỏi chúng từng có gặp cái gì đó, vậy đó lúc đó là bảy mấy tuổi rồi, mà thấy tối ngày cái lụm cụm cụm cho mới hỏi ổng. Ổng nói là ổng không có phước, có ý nguyện tu mà không có phước, thành ra học cái gì cũng không được đó. Mà ở trong thành phố mỗi lần gặp mấy ông sư, thứ nhất mấy ông sư mới tu tân tỳ kheo, ông ai vô đánh lễ rồi ông hỏi vậy, nhiều khi trả lời không được. Làm bậy làm bạ cũng vậy thôi, thôi vẫn nương nhờ cái để mà tiếp tục tạo phước được bao nhiêu hay bao nhiêu, nếu mình đừng làm những điều gì ác mà thôi. Đó là cái lời của ông sư già đó, ông kể chúng tôi vậy đó. Thì cái chuyện đó đúng là nên tìm cái chỗ để mình tu, để cho cái tâm mình nó có năng lực, học pháp hành nó có năng lực, chứ không có nơi xuống xe di rồi này kia ông xong. Xuống xe di cũng còn cái ngã mạng, làm sao không còn được. Ông Sa Di, nhiều ông Sa Di ở Thái chúng tôi cũng thấy, trong quan thấy mấy điện vậy không, ông học rất là giỏi rồi, ông có vẻ ông giống như ông khinh thường những cái người mà cùng đi học với ông á. Thì dĩ nhiên có người, nhiều người học năng nữa, tại sao hoàng tục với học không nổi cũng hoàng tục được trực tục sẽ râm như tường, nhưng mình không có thể lấy cái lý do mà xuống Sa Di để mình không còn ngã mạn, cái chuyện đó chúng tôi không có tin. Thành ra cái chuyện đó là chuyện không nên. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, xà thứ xà thứ. À, kính trân thượng tọa Đức Tôn. Quý vị nào có câu hỏi cứ giơ tay hoặc là post ra nha. Giờ trong tranh thủ để khỏi
để room trống vắng, xin xin phép được vấn đạo với sư chút xíu. Thì trong trả lời cái vấn đề mà tu thiền của sư về hơi thở đó, thì con được biết một số vị nó nói rằng mình thở không nên có sự cố thở, tức là không có nên hít sâu vô, hoặc là thở sâu mạnh vô, thở mạnh ra, mà không không có sự cố trong đó, thở là phải để tự nhiên. Nhưng mà nói như vậy thì khi mà mình hít sâu vô thì nó cũng có một cái sự mà lợi ích của nó chứ. Khi mình hít sâu vô thì nó thứ nhất là nó lợi ích về sức khỏe, hít sâu vô thì nó tạo cho cái cơ thể có giống như có một cái oxygen được nhiều, được khỏe, được tốt, và trong khi hít sâu vậy mình cũng dễ quán hơn, mình dễ quán cái hơi thở mình nó vô nó ra rõ ràng hơn. Thì như vậy tại sao mà nguyên nhân nào mà những vị nó không cho phép được hít mà sâu mạnh vô có sự cố như vậy? Con cũng thỉnh sự quan hệ giải thích cái sự khác biệt giữa cái hít tự nhiên với cái hít mà cố gắng hít vô như vậy nó như thế nào, và tại sao hít mà như vậy nó không thể mà hành thiền quán được. Con cũng thỉnh sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mình hít mạnh vậy đó là cái tâm mình nó dính vào cái chuyện là điều khiển cái hơi thở. Bởi vì mình muốn hít mạnh thở mạnh mới có nghĩa là muốn điều khiển hơi thở, cái chuyện đó người ta không thấy. Bởi vì cái tác ý đó dầu rằng nó có thể nó ít nhưng mà nó vẫn là một loại ác pháp thường, muốn muốn cái hơi thở như thế nào. Nhưng mà cái chuyện thở sâu đó có những trường hợp Đức Phật vẫn cho phép là khi nào, là khi nào thí dụ như mình về giống như có thể là bị hôn trầm, cái mình phải chịu khó mình làm một cái cử động gì thì thường phải dùng cái hơi thở. Thở mạnh dài tẻ một cái, nhưng mà cái đó là chỉ để cho mình tỉnh lại chứ không phải để quán cơ xét hơi thở. Tại vì khi quan sát thở thường mình thở bình thường đó, mình nhìn nhìn vậy tự nhiên mình muốn thở mạnh thì mình phải có tác ý làm cho cái hơi thở mình mạnh thì chứ không có gì đó, mà cái tác ý mà làm cho hơi thở mình mạnh hoặc sâu như vậy đó thì theo một vị, các vị thiền sư đa số gì họ nói cái đó là mình điều khiển hơi thở thì không nên, chuyện không nên, nhưng mà họ đâu có cấm. Bởi vì ví dụ như khi mình buồn ngủ mình quay thở mạnh rồi này kia để cho cơ thể nó thẳng người lên rồi này kia không xong, nói cái chuyện đó tùy theo những cái vị thiền sư là tại họ nghĩ cái đó mình điều khiển hơi thở không cho thôi, chứ nhưng mà thật sự cái đó không có gì hết, không có chỗ nào mà nói cấm hay gì, thiền sư người ta cũng không có cấm. Một cái thầy á. Dạ, xa thú, xa thú. Dạ, kính trời thần tự tập. Nhưng mà theo như sư nói thì cái khi mà một người mà có một cái sự muốn như vậy, tức là có một cái sự tắc ý bị dính mắc cái đó rồi, thì trong cái vấn đề này mình trở qua cái vấn đề mà như đi kinh hành. Ví dụ giờ mình đi kinh hành thì mình phải muốn đi chứ, phải khởi ý tắc ý là muốn đi rồi đi mà còn rề rề nữa. Tại sao phải đi rề mà không được đi nhanh bình thường, mà phải đi thật chậm, đi từ bước với bước, đúng hay nói là đi phải đi như người bệnh. Thì như vậy cái mà sự mà muốn đi như vậy nó có phải là bị rơi vào trong cái trường hợp như sư nói là bị dính mắc hay không ạ? Hoặc là cái trường hợp đi rề như vậy nó có đúng pháp hay không? Dạ, con cũng vẫn chưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái chuyện đi rề rề đó là chỉ dành cho những người mà sơ cơ mới vô thôi. Người ta vì thiền sư muốn tập cho cái vị hành giả dùng cái niệm để quan sát những cái cử động đó. Thành ra thường thường đó, cái người mà chưa kinh nghiệm về thiền mà gặp những trường hợp đó, thường thường những cái tâm đó là tâm tham hết á. Tức là muốn điều khiển cái bước đi cho nó chậm, mà đi chậm nó muốn té thì lại có cái tác ý điều khiển để cho mình đi dừng lại, thành ra đi càng chậm nó càng khó hành. Nhưng mà cái đó là người ta nghĩ để cho cái vị mà hành giả mới chưa có kinh nghiệm chưa gì đó, họ nhận lần lần họ quen với cái làm sao để bắt được cái đối tượng là đi như thế nào của người này nhớ. Bởi vì đi là cái chuyện chất gió nó, trong người mình nó cử động, nó làm cho cái chân mình nó chuyển động. Nhưng mà đa số khi mình đi chậm đi vậy kia là cái lúc đó cái niệm mình nó chỉ có chế định mà thôi, nó đi không bao giờ trúng cả.
Mình nhớ cái chuyện là chúng tôi nói, chúng tôi nói dùng hơi thở để có thể hành cả tứ niệm xứ được là như vậy. Là khi mà mình ngồi đó, mình cái tâm mình nó có thể có cái chuyện gì đó, thay vì mình muốn thở mạnh thì mình không cần làm cái việc đó, mà mình quan sát cái tâm mình lúc đó nó đang có cái gì, rồi đi dùng hơi thở để niệm tâm nó đang có cái gì, chứ không phải là thở mạnh không có gì. Và thí dụ một cái đối tượng tại sao có thể hành thì luôn cả bốn cái điều kiện xứ, là thí dụ vậy cho Quỳnh hiểu nè, Quỳnh nghe rồi Quỳnh biết rồi Quỳnh thấy rồi, rõ ràng. Ví dụ Quỳnh là người đi lính mang thiếu tướng đi, làm đâu cái cơ quan nào lớn lắm, bữa đó nghỉ nhà cái tự nhiên có người gõ cửa, thì bà xã Quỳnh ra không biết nói gì đó, cái quay đầu vô kêu Honey có người tìm. Thì khi mà Quỳnh đi ra thì thấy một ông lính, ông đưa cái thờ, ông nói là thưa thiếu tướng có thờ khẩn cấp, sếp nói là thiếu tướng đào đọc liền. Thì lúc đó có hai đứa nhỏ đi dọn, đứa nó thưa thưa bố, đứa nó thưa chú, tức là đứa con đấy. Thì một mình Quỳnh mà thôi, bốn bốn cái người nhìn, thì ví dụ Quỳnh hơi thở thì bốn người đó là tượng trưng cho bốn cái cá tánh, thì lúc nào nên làm gì chứ không phải không. Chứ nếu mà cái lúc mà bà xã Quỳnh gọi là Honey có, mà Quỳnh cái ông mà ông cầm cái thơ đó, ông nói có thơ hả, tức là mình vẫn tiếp tục cái đối tượng cũ, chuyện gì xảy ra nghe không. Là mà ông kêu Quỳnh là Honey đi áo anh ơi, thằng cha này xài không vô rồi, bữa trước cha nó đi đi công tác, nhưng mà mình ngày hôm qua cái một cái bên, tức là có thể thấp được chứ đâu phải là mình phải nhất định là phải thở mạnh thở dài làm chi. Mà khi mình điều khiển mà cái tâm mình nó có một cái chuyển động mà mình không biết, tức là cái đó là mình đi đi qua quá xa con đường của pháp hành rồi. Cái tâm nhúc nhích phải biết chứ không phải là không biết. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ xa thú xa thú. Dạ khi nào thượng tọa Lưu Tông quý vị cúng dường dân hoa cúng dường lên thượng tọa quý vị kiếm phước. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thì trở lại cái vấn đề mà đi kinh hành đó, tôi có một số vị người ta đưa ra cái cách là đi á, thì không nên đi quá xa, tức là không nên đi một đoạn đường xa quá hoặc là đi một đoạn đường ngắn quá. Thì nguyên nhân nào mà vị đó đưa ra một cái quyết định là xác định là phải đi như vậy mới là đúng, còn đi như vậy là sai. Dạ, con cũng thỉnh sư giải thích tại sao đi xa quá không được mà đi gần quá cũng được là sao. Dạ con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Đi rồi, cái giới hạn đó là tùy theo người chứ, nhưng mà thường thường trong các trường thiền thì họ luôn luôn họ nói cái giới hạn đó để cho mình đi kinh hành. Tại vì là cái lý do đó, nếu mà huynh đi con đường xa đó thì làm cho cái tâm huynh nó dễ vui, hoặc là nó muốn quay trở lại mà nó không có điều quay, không có điều. Ví dụ như bây giờ mình nói mình đi 15 bước đi, mà giờ mình đi 30 bước 30 bước rồi tự nhiên cái con đường nó xa, nó làm cho cái tâm mình nó dễ dễ có cái sự thay đổi lắm. Nghĩa là nó mong muốn cái quẹo trước được hay không, hay là mong muốn mình đi ngắn lại được hay không, ví dụ vậy đó. Thành ra thường thường đó người ta chỉ nói là đi cái khoảng nào đó để cho cái tâm mình nó được thoải mái trong cái việc quan sát cái bước đi mà thôi, chứ không không có nên xa quá mà cũng nên gần quá. Gần quá rồi mình, bởi vì mỗi lần mà quẹo đó thì cái tâm mình nó phải biết nên nó biết cái tâm muốn gì để quẹo đi ông sụm đó, bao nhiêu chuyện đó
thành ra mình đi hai bước mà mình quẹo vậy đó, là cái tâm nó không ở chỗ được, nó không quan sát cái đối tượng là cái chất gió đang chuyển động được, mà nó phải nghĩ tới cái tư tưởng là muốn quẹo, cái tư tưởng là muốn quay đầu lại. Còn cái đi xa quá thì cái tâm nó cũng vậy, nó cũng bắt đầu nó có chuyện sao không có. Mình để bây giờ cái tâm nó cũng vậy đó, nên người ta không muốn tạo cho mình một cái thói quen là đi quá gần hoặc đi quá xa, nhưng mà tùy theo. Nhưng mà người ta không có nói là anh phải đi 5 thước 7 thước gì đó, đi cái khoảng nào anh cảm thấy thoải mái. Có thể là bây giờ anh đi 5 thước, nhưng mà anh đi cái là anh đi qua 4 bước cũng được. Nhưng mà nếu mình đi lần lần mà con cái dụ cái đường nó chân cái chân bắt đầu mỏi là cái tâm mình nó khác liền đó. Thành ra làm thế nào để cái tâm mình nó đừng chán nản trong cái sự quá gần, cái tâm mình nó lúc đó nó đang có cái gì đó là trước khi mà quẹo, chứ không phải là muốn quẹo là quẹo liền. Bởi muốn quẹo là quẹo liền thường cái tâm nó là cái ác pháp, nên người ta không có muốn mình làm cái gì mà để cho trở ngại cái sự quan sát tâm, chứ không phải là người ta bắt buộc mình phải như vậy. Nó mô phật thầy giá À, xa thứ à, kính trần tự tâm à, thì sẵn cái vấn đề mà sư nói về quẹo quẹo á, thì con sẵn hỏi sư là khi mà mình đi kinh hành như vậy, nó đi tới một đoạn nào đó thì những gì thì người ta dạy là phải mình phải đứng, mình đứng xong thời gian rồi mới quẹo. Thì như vậy cái vấn đề, nếu mà mình không cần đứng mình quẹo liền, nó phải đứng rồi mới quẹo à. Đây là cái vấn đề mà con cái mối nói chỗ này à. Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hàng Giả. Kính thưa chư quý vị, cái chỗ nào mà tâm lúc đó, nhưng mà thật sự là mình không cần đứng, mình bước, nhưng mà mình luôn luôn mà theo dõi, nghĩa là cái theo dõi liên tục hai cái, theo theo dõi sự cử động chân rồi nhìn lại tâm lần rồi theo dõi là nhìn lại tâm như vậy đó, thì mình vẫn cứ bước tiếp tục như thường để cho ngăn ngừa cái tâm nó có cái ác pháp. Bởi vì mình quẹo cái chuyện bình thường nó khác, mà mình muốn quẹo nó khác. Đó. Thành ra thường đó, nó cái đứng lại như nó đứng lại mà không biết cách đứng thì cũng không được. Bởi vì khi nào mình đi tới đó đứng mình mới biết, biết biết cái sự đứng đó chứ không phải không. À, chứ không phải là lúc nào nữa là cái tâm luôn luôn ở trong đối tượng, mà cái đối tượng đó như thế nào thì Atabi Sampajano Satima nó phải biết rõ vậy đó thì mới được. Bởi vì nếu mà nó biết không rõ đó, tức là cái niệm mà nó trục trặc đó, thì ác pháp nó vô. Mà khi ác pháp nó vô á, thì đừng nói là niệm gì tệ gì cũng bị vô minh nó kiếm chuyện liền. À, thành ra thường đó tùy theo cái kinh nghiệm của cái vị hành giả đó mà ông thầy sư ông, thì mình phải quan sát cái đứng trước rồi mới bắt đầu tiếp tục, chứ không phải muốn đứng lúc nào đứng. À, đứng lâu đứng mau gì cũng phải biết hết đấy, chứ không phải ấy đâu. Nhưng mà nên nhớ một cái chuyện đó, nghĩa là đi đứng nằm hay cái gì đó trong thiền minh sát đều là thế động hết đó, thành ra mình không quan sát là không có được đó. Thành ra nói đứng vậy là biết là nhiều khi cái gì đó chưa kinh nghiệm là ông thầy sư mới biết nên đứng, cho thật sự ra đứng cũng không được. Bởi vì đi đứng nằm ngồi nó đều là có những cái cử động hết á, nó là thế động. Quý vị đừng có nghĩ là nằm là thế thế không động, vẫn là thế động như thường. Trong thiền minh sát đi đứng nằm ngồi đều là thế động hết á. Là nó mình nói đứng để cho nó đừng động là không phải, cái đó là không phải đứng nữa rồi. À. Thiền minh sát tứ niệm xứ nó khó đó, đi đứng nằm ngồi đều là thế động hết á. Cho nên nó đứng là không được, mà nhiều mà trước khi mình quay đầu đó cái khoảng cách rất là ngắn đó, cái chỗ đó là đứng nhưng mà nó vẫn cử động như thường, chứ không phải là không có cử động. Đứng yên không phải, đứng yên là danh từ của đời, là cái tư thế của đời chứ không phải là tư thế trong trong thiền minh sát. Thiền minh sát đi đứng đồng ngồi đều là thế động hết đó huynh. Thành ra cái chuyện mà nó đứng 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 lâu đứng chút là không trúng rồi đó, đó không có đứng gì đó.
đồng ý nói đứng, nhưng mà không phải là đứng đứng một đứng dỗ ra ngoài đâu, nó vẫn có cái cử động của cái thể đứng ra ngoài không, là mô cái thầy dạ. À, sao thấy sao nó kính ơn thượng tọa lưỡi tông. À, nhưng mà theo theo như sư nói vậy thì cái đứng là thế động, thì bây giờ thí dụ đứng vậy là một người đi đi ước đứng đứng đó, thì giờ nếu nó là động thì động, giờ nó là cái gì động và quan sát cái gì lúc đứng thì, à, trong khi đứng như vậy thì vậy, à, dùng cái phương pháp như thế nào để mà mình biết được cái thế đứng là thuộc về thế động và động như thế nào. Dạ con cũng vẫn sư vị quan hệ giải thích thêm ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, chúng tôi giải thích cái này đó thì bảo đảm là quý vị nghe quý vị không hiểu, thầy thì quý vị không học gì pháp. Cái thứ hai đó, có những cái câu hỏi liên quan tới pháp hành như vậy đó, khi nào hãy quý vị vô được thiền nên hỏi kỹ càng ở quý vị thiền sư đó thì họ giúp cho quý vị ha. Bây giờ đó, khi mình quan sát cái thế đi hay là cái thế đứng hay thế nằm gì đó, thì cái sự quan sát đó nó dựa trên cái sự chuyển động của sắc, mà sắc nó chuyển động nhiều nhất là 17 sát na tâm. Thành ra khi 17 sát na tâm đó nó diệt thì cái 17 sát na tâm khác nó diệt thì cái sắc nó vẫn có cái sự cử động của nó, nhưng mà cái sự cử động đó mình chỉ biết qua cái trạng thái cử động đối với cái vị thiền giả giả đó đó, cái tâm của họ đó là phải, nghĩa là phải nhạy bén ghê lắm, cái Atabi Sambhachano gì đó phải nhạy bén ghê lắm họ mới nhận ra xác mình ở ngoài. Mình tưởng họ 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 đi nhưng mà đi cũng phải mà đứng cũng không phải, nó vẫn có cái cử động, mà cái cử động đó nó rất là vi tế, chỉ có cái vị thiền giả đang quan sát mới biết mà thôi, chứ còn người ngoài nhìn không biết. Nhiều khi mình tưởng họ đứng hoặc mình thấy sao nhúc nhích và đi, thế đứng thế nằm gì đều trong trong thiền tứ niệm xứ là thế động. Thành ra khi mà mình nói đứng vậy đó, cái trong cái tích tức nó tích tắc đó nó vẫn có cái đứng như thường, chứ không phải là không, nhưng mà cái đứng đó chỉ có thiền giả, cái người quan sát cái thế đó mới biết mà thôi, cái người khác không có biết đó. Chứ không phải đứng là đứng là đứng đó, không phải. Cái thế nằm cũng vậy đó. Thường thường đó quý vị để ý, nhiều người không biết cái này họ học ở đâu thì chúng tôi không biết, nhưng tôi nói rồi tôi chúng tôi chỉ cái chỗ để quý vị trà quý vị thấy liền. Họ nói là ngài Ananda đó đắc đắc đạo quả trong cái không nằm trong tư thế thì đứng nằm ngồi đó, nghe là ngoài mấy cái tư thế đó, nói cái đó là không chính xác. Ngài Ananda đắc đạo quả trong tư thế đang nằm đó, chứ không phải là rất là quả đâu, cái ngoài ngoài, ngoài tư bốn cái tư thế lớn đó không phải. Bởi vì đã nói rồi, ví dụ bây giờ đó để chúng tôi cái website chúng tôi lên lấy cái đoạn nói làm thế nào gọi là nằm rồi cho quý vị thấy. Nói mà không có sách mà cũng không có những người quý vị chờ chút, tại vì chúng tôi được đọc đọc trong sách không có có tìm nó khác, nó hơi khó hơn là trong cái sách của Việt đi khan đi cài. Cái này nó có nhiều chuyện phải nói đây cho quý vị thấy nó rõ. Người rơi trong ngạch ta cả thả hai ngạch ta cả thả Nói chúng tôi coi ở chỗ đi đứng nằm ngồi để cho quý vị thấy cái thế là thế động, chứ không có thế nào là cái giả nô bạch sơn na sa ti bạch thả na nghe thế giả ba thả. Để coi coi
Cái chỗ này để coi đó. Tầng quá không? Đó. Bây giờ rồi quý vị coi nè, cái nằm là nằm như thế nào. Sayami tị kiệt tăng, cái sự suy nghĩ sẽ nằm phát sanh tăng qua văn cái này thì năng tha tụ quý phả đề ná sạc ca lái nè, là cái đoạn này thì giải thích rõ ràng nằm là như thế nào, sự suy nghĩ sẽ nằm, rồi cái sự nghĩ phát sinh chất gió để chuyển động, và khi cái thân của mình đó, nghĩa là sạc cái lá xì ri lá xạ tỷ vô rồi này nè, nghĩa là bắt đầu nghiêng xuống cho tới khi nào mà cái đầu mà nó đụng gối và cái chân mình nó thẳng ra, cái đó gọi là nằm. Tôi thấy nằm tại vì ngày ra ra lúc đó là ngày đi mệt rồi ngày nghỉ sẽ nằm nghỉ, rồi xì xì ngày nghiêng cái đầu xuống để nằm, thì trong lúc từ từ nghiêng cái đầu xuống đó, cái chân dở lên chưa kịp thẳng ra thẳng người thì ngài đã đắc đạo rồi, đạo quả trong lúc đó thì nó ngay là người đắc đắc mày được đó. Quý vị không tin thì đem cái đoạn này đi hỏi ai thì sẽ biết rõ ràng đấy, là thành ra cái đứng cũng vậy, nó tích tắc cái chỗ đó thôi, nó tắc chỗ suy nghĩ sẽ đứng đó, thì nó có cái thế đứng nè, thế đứng đâu rồi, tiệt thả mê tị chỉ tăng và chất điện nè vậy vậy đâu, thành ra mình muốn biết cái đó như thế nào thì mình nhìn vào cái nhân quả biết liền không, cái thế đi đó, nó bắt đầu từ cái thế gì, thế đứng đó, mà cái thế đứng này một là bắt đầu từ đó, thành ra người ta nói là đi đứng ngồi là nằm, nhưng mà nó đi đứng nằm ngồi cái đó là nó không đúng, đi đứng ngồi nằm đó, đi đứng ngồi nằm nằm rồi ngồi đứng đứng mới đi đó. Thành ra bây giờ cái gì đó đương đi kinh hành mà cái gì dừng lại cái chỗ đó đó, chỗ đó trong thiền minh sát không thể gọi là đứng được. Bởi vì khi mình ngồi mình mới nghĩ mình đứng chứ, phải không? Phải không? Quên cứ nghĩ vậy có phải không? Đó. Thành ra cái đoạn đó nó cái giờ tích tắc nó rất là vi tế. Thành ra chỉ có người nào hành thiền sẽ quan sát tự sẽ có kinh nghiệm thấy, chứ không thể nào là mình nói theo mình được, nói theo mình là chỉ nói theo chế định của đời thôi. Mà mua bích thầy vậy. Sa thú dạ, kính chào thượng tọa Lưu Tông, rất là hoan hỷ cúng dường lên sư Lưu Tông quý vị. Những câu hỏi này ít khi nào mà chúng ta có được cơ hội để mình biết được những điều này. Thì khi mà đi rồi đứng lại rồi lúc đó những sắc pháp nó sanh rồi lộ tâm nó sanh như thế nào đó, thì cái đó thì theo như vấn đề sư giải thích vậy, thì 17 sắc na tâm thì lộ sắc nó mới sanh được, thì làm sao mình thấy được đó sư, cách nào để theo mình vừa đi đứng lại cái mình quan sát mình thấy liền cái lộ sắc nó sanh như thế nào, và con cũng tỉnh sư quan nghĩ chỉ cái phương pháp nào để mình thấy cho nó đã, cho nó tới chỗ đó thường thường nó hay bị mù, con cũng tỉnh sư có cái phương pháp nào để mình bước vô cái vấn đề mà khi mà nó chuyển cái nó mỗi lần nó chuyển là luôn luôn nó có cái sự mà phát sinh rất là đặc biệt. Dạ con cũng tỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Cái nó có cái niệm nó có năng lực à, tại vì sống và xả nổ sẽ nó có năng lực mà nó làm được. Bởi vì khi mà
mình muốn đứng như thế nào là tiệt thả mi tỳ chiệt thân ngục bạch cha tỳ, cái tâm suy nghĩ đứng phát sanh. Nhớ cái chuyện đó, là tăng hoại dân chánh ni tỳ, cái sự suy nghĩ đó làm phát sanh chất gió, mà chất gió nó chuyển động trong lúc mình đứng thì chất gió nó chuyển động là sao, thấy không? là đứng cũng là thế động. Làm sao được, thì mình phải hành cho thời gian cái tâm mình nó đủ năng lực, cái niệm mình nó đầy đủ năng lực, cái tệ mình nó có cái đầy đủ năng lực mình mới thấy được chứ làm sao. Đó, thành ra phải để cái đó chứ quay ấy đâu, cái tứ quan nghi trong đời sống hàng ngày không có liên quan gì tới pháp hành hết đó. Nó, mình đi đứng nằm ngồi ngoài nếu liên quan tới pháp hành thì mình đâu cần vô trường thiền gì. Cái này là nói ta không có nói theo đời được, mà nói trong sách vở đàng hoàng, cái này là bài kinh tứ niệm xứ đó. Mình phải hiểu cái đó chứ, chứ còn bây giờ nói trong đời sống ngày mình xài chế định nhiều cái gì, phải phân làm sao phân biệt được chế định chỗ nào, chế định chỗ nào là thực tính pháp, chứ cái sự trộn lộn vừa chế định vừa thực tính pháp là giờ có sự tiến bộ trong pháp học pháp hành đó, là mua cái thầy vậy. À, xa thứ là kính trời thượng tọa tâm. À, như sư nói về tức là khi mà làm cái gì đó đều có một cái sự suy nghĩ trước. Ví dụ như mình muốn đi thì khi mình khởi tác ý suy nghĩ muốn đi, muốn đứng suy nghĩ muốn đứng, thì khi mà nó khởi suy nghĩ như vậy nó quá nhanh thì làm sao mà mình có thể mà mình biết được cái sự suy nghĩ nó sanh lên được. Sau khi đó khi mình nhiều suy nghĩ muốn đi đứng, mình đứng lại ngay thì cái thân mình nó có một cái sự chuyển động. À, đứng nó có giống như có sự xoay chuyển động, thì cái sự xoay chuyển động vậy nó có phải là chất gió hay không anh sư? À, con cùng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Xin thưa với quý vị đó, suy nghĩ ai cũng biết suy nghĩ đó, nhưng cái người biết sự suy nghĩ của mình nó tìm rất là hiếm trong cái cõi cái thế gian này đó. Thành ra cái đó mình phải tập để quan sát cái tâm của mình. Cái tâm mình nó luôn suy nghĩ, ai cũng có sự suy nghĩ đó, tất cả mọi người đều suy nghĩ được, ngay cả chúng sanh đi bốn cẳng hay là chúng sanh trường bò vậy đều có sự suy nghĩ đó. Nhưng mà chỉ có những người học đầy đủ, học về đầy đủ về lời dạy Đức Phật đó mới có khả năng biết cái sự suy nghĩ của mình mà thôi. Thành ra mình thấy cái câu Bali chúng tôi đưa ra đó, đi đứng nằm ngồi đều phải có cái tâm, nó đều phải có cái sự suy nghĩ để phát sanh cái gì đó thì nó mới gọi là đi đứng nằm ngồi được. Nhưng mà mình cứ chỉ biết suy nghĩ chứ mình không thấy được sự suy nghĩ của mình thì mình khoan á, pháp hành đang học đi, học đi cho khi nào thấy được sự suy nghĩ của mình. Không, chứ đâu có dễ đâu, phải không? Mình cứ nghĩ trong đời mình, cái cả chúng tôi cũng vậy, nó thật sự á, nhiều khi suy nghĩ tào lao cả buổi mới biết mình tào lao. Bởi vì suy nghĩ tất cả mọi người, mọi chúng sanh đều có sự suy nghĩ, nhưng mà biết cái sự suy nghĩ đó không mấy người làm được, thì suy nghĩ của chính mình á không mấy người làm được, chứ không phải ai cũng biết thì suy nghĩ của mình đâu. Nhưng muốn biết thì suy nghĩ của mình phải tập Atabi Sampasano Satima mới dở tới cái phương pháp mà tâm quán niệm xứ cho nó thần tục rồi mới biết cái sự suy nghĩ của mình. Nó mô cái tài vậy. Xa thứ bây giờ kính đưa thượng tọa tâm. Nhưng mà giờ có cái phương pháp gì thì người ta chỉ phương pháp về để mình biết được cái sự suy nghĩ, thì theo vị sư cái phương cách nó có được hay không? Chẳng hạn như giờ ta nói về mình đứng cái mình khởi cái nghĩ là đi, mình khởi nghĩ đi cái mình bắt liền cái nghĩ liền thì là mình biết được sự suy nghĩ muốn đi. Thì như vậy có phải là mình biết được cái sự suy nghĩ muốn đi ngay lúc đó hay không sư? Dạ, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Không phải cái đó trong pháp hành, thì không phải pháp hành là phát sanh cái sự suy nghĩ đó, như sự suy nghĩ nó mới làm phát sanh chất gió, tức là chịt tà chá qua vô đó, cái chất gió đó cái chuyển động thì mình Atabi Sampasano nó vô, nó biết cái sự chuyển động của chất gió, mà nó sự chuyển động theo cái kiểu nào thì gọi là đi, kiểu nào gọi là đứng, kiểu nào gọi là nằm, kiểu nào gọi là ngồi đó.
Chứ nếu mình chưa thấy cái đó làm sao mình biết đi đứng nằm ngồi, thì mình đi đứng nằm ngồi theo cái kiểu mà chế định thôi, chứ làm sao tạo là cái kiểu mà thứ thiệt được, thấy không? Đó, thấy thấy là thấy cái đó, thấy cái chỗ đó đó, nghĩa là mình đương đi mà mình muốn đứng, cái tâm mình nó phát sanh cái tác ý muốn đứng là mình phải biết cái chỗ đó liền thì mình mới biết đứng như thế nào chứ, thấy không? Mà nó phát sanh cái muốn đứng mà mình chưa kịp đứng thì cái nó phát sanh muốn đi tiếp, thì cái mình đã đi tiếp theo cái chế định của cái sự muốn đó rồi, thành ra muốn không phải nghĩa là quan sát cái sự đi đứng nằm ngộn đã khó ở dạng đời đấy, chứ không phải là chuyện dễ đâu huynh. Thành ra mà thành ra nói hồi cái chỗ người ta vô ngủ thiền đó là thôi tiền với đề tài nào khác rộng rãi cho đi, chứ còn huynh hỏi kiểu này riết tại vô ngủ thiền đó, đó nông hôn với tài vậy. À, xa thứ à, kính trời từ từ tôi à, quả thật mà khi mình đi vô vấn đề này nó chi tiết quá vậy, bây giờ giờ mình không chi tiết nữa được không sư? À, bây giờ mình đi thì mình cứ tàn tàn mình đi đi mà bước phải trái mình đi tàn đi riết nó cũng là thói quen, cũng có thể mà thấy được những pháp cao siêu được không sư? À, nếu mình tập theo kiểu mà lãng tử có được không sư? Giờ có cũng vẫn chưa ạ? Nam mô Bổn Thầy gia kinh bạch chư tôn này, gia kính thưa chư vị, tập thì được nhưng mà nó không có kết quả thì mình tập làm gì? Nên mình tập cái gì mình cũng muốn cho nó có kết quả chứ, nhưng mà tại vì thường nó mình lại vô mấy cái trường thiền, thường nhiều khi mình vô mình nãy rồi cái ông thiền sư ông hỏi tới họ luôn, cái ông thấy cái pháp học mình yếu quá, ông chỉ những cái chuyện mà cơ bản nhất, nhiều khi nó không có liên quan người tới thiền rồi đó, nhưng mà mình cũng phải chịu thôi, nên phải chịu thôi chứ làm trái được. Hồi xưa lúc mà chúng tôi nhớ tôi ở trường thiền ngày Mã Si đó, chúng tôi vô sinh là chúng tôi không có nhìn cái bụng ngoài, nhìn đâu không thấy gì, để nhìn lên cái lỗ mũi rồi không bị ông thiền sư cũng rầy, thì chúng tôi mới hỏi chứ bây giờ mình nhìn cái bụng nó thấy cái gì? Ông chỉ nói con cầu ngắn rồi chịt tà cháo qua vô tha tụ, nói câu ngắn rồi, nhưng mà nhờ mình có học di pháp rồi nghe mình hiểu rồi, không phải nhìn cái bụng mà nhìn cái trạng thái, cái lực bên trong đó, nó làm sao mà cho cái da bụng mình nó chuyển. Nhưng mà khi mà người ta dạy phòng thì biết phòng này ấy, là mình biết chế định là đâu, mình không bao giờ thấy được cái trạng thái chuyển động của cái sắc tâm hết đó, cái chuyện tà cháo qua vô đó mình không thấy, tại vì mình cứ niệm dùng chế định để mình niệm hoài làm sao thấy được. Mà đôi khi ông thì sư cũng nói rồi, ông nói câu ngắn ngủn chỉ thấy được cái chuyện tà cháo qua vô tà tụ, nhưng mà đâu phải dễ thấy đâu cái gì đó, thành ra cái gì cũng phải tập hết, hạ thủ công phu tập đi rồi mới ấy được, chứ còn nếu không có. Chứ còn mình vô thường đa số mình mới vô trường thiền đa số là mình cứ tập theo cái chế định không à, dở à bước à đạp à té à ngã à thì thổi gãy cái diều đó hoài, cái tâm mình có chế định từ đầu tới đuôi, mình là mà khi mà cái tâm mình có chế định từ đầu tới đuôi thì không thể nào thấy được cái sinh với sự sinh diệt, nó chỉ có ở pháp chân đế chứ không ở pháp tục đế. Rồi, thở vô ngắn thì biết thở vô ngắn, thở ra dài biết tôi đang buồn thì kiểu như không, bởi vì không buồn thở dài làm chi, thấy không? Kiểu như không là mô của thầy vậy. À, xa thứ à, kính đơn được rồi tiếp tục à, thì à, theo như vấn đề mà sư trình bày nói như vậy đó thì à, bây giờ nó hơi thở vô biết à, biết thì khi mà mình tập thì mình cũng vô mình biết mình thở vô còn thở ra chỉ biết theo cái pháp chân đế hay là chỉ là biết theo kiểu tục đế à, con cũng thỉnh chưa.
Nam mô Bát Tha Gia Kính Bạch Chư Tôn Hèn Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Cái đó là biết theo tục đế thì nó đưa tới thiền chỉ, dùng hai thở đưa tới thiền chỉ. Mà cái hơi thở là một cái rất là đặc biệt, là có thể hành, tức là tứ niệm xứ đó. Đó là lý do tại sao bất cứ cái mình vô đa số 90% cái cho mình một cái hơi thở quán hình. Bởi vì hơi thở đó, đó mình vô mình làm vài ngày thì khi mình trình pháp, người ta biết mình nên theo thiền chỉ hay nên theo thiền minh sát, mà theo mình thiền minh sát theo cái loại nào. Quán thân quán chứ không phải mình thở vô thở ra rồi cái mình cứ thở hoài bình thường, không phải thở không à, theo thiền minh sát theo thiền tứ xứ nó vẫn có những cái phương pháp, chứ không phải là mình cứ thở vô thở ra rồi niệm thân, không phải. Thở vô thở ra chưa chắc là thân. Mình để mình quan sát, nhưng mà mình chừng vài phút cái tự nhiên người mình thoải mái thì ông thầy sư cũng sẽ dạy hỏi chứ không cái vô ngồi nhìn từ đầu tới lưng này thấy nó đau, cái quán đó là quán thọ. Cái đó thì không tay sách nào nói rồi. Quán thọ là thọ nó có ở trong, nghĩa là trong từng sát na của tâm, là nó lúc nào mà nghe cái tâm mình nó vi tế nó mới quán được chứ ngoài không. Nhưng mà thường qua được một hơi thở vẫn thấy được đó. Thành ra cái thành năm mình có thể hành cả thiền chỉ, hành cả rồi hành qua thiền minh sát cũng được. Có những đề mục thì chỉ hành được thiền chỉ không mà thôi, chứ không có đưa qua thiền minh sát. Nhưng mà tất cả những cái đề mục được trình bày trong thiền tứ niệm xứ đó, nó có cả hai chuyện. Là mình vừa hành thiền minh sát, thiền chỉ được mà vừa hành thiền minh sát được. Nó tùy theo cái niêm nó xuất hiện mà thôi. Cái niêm nó xuất hiện thì khi mình trình pháp với thiền sư thì ông mới biểu mình làm gì thì mình đi làm theo. Chứ mình đừng có tự nghĩ rồi mình làm không có nên. Cái đó là từ không nên. Đó. Ví dụ như bây giờ mình nói thể trược đi. Đó. Vô mình niệm kê xả lô mà nó khả thanh tà tại xô. Và cái đề mục đó tất cả chư tăng khi mà bước vào cái giáo pháp này đều phải học cái đó trước hết. Thì tại sao Đức Phật dạy chư tăng cái đó? Bởi vì cái đó có thể là thiền chỉ mà cũng có thể là thiền minh sát. Mình thiền chỉ lúc nào khi mình niệm kê xả thì nếu nó ra cái màu đen, cái niêm mít là màu đen thì mình có thể coi cái đó như là kasina, tức là biến xứ. Còn nếu mà mình thấy cái sự dơ bẩn của cái tóc của mình, cái đó là asupa. Đó là asupa, tức là đề mục bất mỹ, là thuộc về thiền chỉ. Nhưng mà mình niệm hồi mình thấy cái trạng thái của nó cứng mềm hay gì thì chắc chắn cái điều đó là người này có thể hành đi direct vô thiền minh sát được liền. Thì khi mình trình mình thấy cái niêm mít như thế nào thì ông thầy sư cũng sẽ chỉ mình đi tới hay đi lui hay đi quẹo. Chứ còn mình vô mình cái niệm hoài hỏi thì chưa có hỏi trình pháp không thấy gì hết. Niệm hoài thôi, niệm hồi mỏi lưng, niệm hơi thở, niệm kê xả lô ma vào mỏi lưng thì chỉ có trời rồi biết thôi, chứ ai biết được. Nam mô Bát Tha Gia. Xa thứ à, kính trên thượng tọa Lý Tông. Thì cũng trong cái vấn đề mà hơi thở này đó thôi, thì trong kinh thì thường dạy là thở vô dài mình biết, thở ra dài mình biết, thở vô ngắn mình biết, thở ra ngắn mình biết. Thì khi mà tập như vậy thì nó sẽ đưa đến cái sự mà diệt trừ tham ưu của đời. Thì con thấy thở vô biết, thở ra biết, mắc mớ gì đến tham sân si thôi. Nó tham si nó khác như thế nào đến tham sân si, mà do cái duyên gì mà nó làm cho mà giảm được những cái trạng thái mà tham ưu của đời. Và con cũng thỉnh sư. Nam mô Bát Tha Gia Kính Bạch Chư Tôn Hèn Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Thực ra thở vô thở dài thôi. Biết tại sao cái hơi thở đó gọi là hơi thở dài, mà hơi thở đó gọi là hơi thở ngắn. Biết
dựa vào cái niệm của mình ở trong cái hơi thở đó. Chứ không, nửa hơi là ngắn không phải. Cái niệm nó dính ở trong cái trạng thái. Nó định nghĩa cái sự đó, thở dài hay thở ngắn. Thở ra thở vô dài ngắn là chỗ đó. Mà khi mình nhận dạng được cái đó thì mình đã thấy thực tính pháp. Mà thấy thực tính pháp thì nó phải đưa tới cái gì, nó cần phải đưa tới chứ làm sao không đưa được. Còn mình niệm cái gì mà bất cứ mà nó không có đưa tới cái thực tính pháp được đó, thì cái đó là hên lắm là nó qua được thiền chỉ rồi mình chỉ đắc thiền thôi. Chứ còn không thì mình có niệm từ sáng tới chiều, từ tối tới mai đi nữa thì cũng là niệm thôi, chứ không có niệm theo cái kiểu mà bên hệ vừa phát triển đó. Nói niệm Phật đi thì cái Nam Mô A Di gì đó cũng trùm đó. Không phải, nó nhớ vậy đó. Ngay cái niệm Phật trong cái hệ nguyên thủy thì nó là mình dựa vào cái ân đức Phật, mà ân đức nó phải là dựa vào pháp chân đế chứ không phải dựa vào pháp tục đế nữa. Đó. Cái ân đức đó nó là danh từ tục đế, nhưng mà phải mình niệm mình phải thấy được pháp chân đế mới được. Nhưng cái lý do mà không thể đắc được đạo quả là tại vì sâu thẳm là mình cái tâm mình không có khả năng nó dõi tới để nó đắc được cái gì. Thành ra thường là tới cận định là nhiều, nhưng mà dùng cái đó để mình có thể xác được là chỗ nào. Khi cái tâm tới cận định thì tất cả quý cha đã bị tị sụp khạch đó, thì mình mới đi xa được. Mình dựa vào cái chế định mà có cái phần pháp chân đế trong đó như vậy thì mình đúng đi không xa được. Bộ trước sau diện phải thấy pháp chân đế, tức là mình nói trắng ra là cái tuệ thứ nhất được đề cập tới là tuệ thấy danh sắc đó. Thì mà mình phải niệm cái gì niệm đi nữa thì mình phải thấy danh sắc, không thấy danh sắc thì không thể đi xa được. Đó. Đi xa đây có nghĩa là đi ra luân khỏi luân hồi đó. Chứ còn nếu mà mình nói thiền chỉ thì không cần thấy danh sắc, mình thấy những cái chế định mà nó liên quan tới thiền chỉ thì mình vẫn có thể có đặt thiền được. Nhưng mà lên tới cái cõi để gặp đạo sĩ A Tư Đà trong đó thì trước sau cũng rớt xuống cái bình lại rồi. Thành ra mình phải dựa vào cái những cái điều mà chân chú giả giải thích tại sao gọi là chân đế tục đế hay cái gì gì đó, mình phải thấy mấy cái đó mới được chứ không có ấy đâu. Phải bắt được cái pháp chân đế trong cái pháp hành của mình thì nó mới có sự tiến bộ thật sự. Nam mô Bích Thầy á. À, xa thứ à, kính chân thượng tọa Lưu Tông. Không biết nghe cậu vợ của gì. Alo, cô Nhật Quỳnh ơi, còn giờ còn dữ ha, bấm lóc thoải mái ha. À, thì sẵn trong cái vấn đề này coi sư nói về vấn đề mà con nghe tới vấn đề nói về tóc lông móng răng da về niệm những pháp bất tịnh đó, pháp bất mỹ đó, thì cái vấn đề này có những cái trường hợp về khi mà nói tới niệm tới tóc thì tự nhiên ta nghĩ tới cái bộ tóc dài đẹp, hoặc là niệm tới móng cái tự nhiên mình nghĩ tới cái móng tay cái sơn mà xanh mà đỏ kia là nó đẹp, hoặc là cái răng nó đều, người nào có răng đều đẹp như hạt bắp. Thì nhiều khi mà mình niệm như vậy mình thấy nó thì nó đâu phải là bất tịnh đâu. À, nếu mà mình như vậy mà mình nghĩ nó là bất tịnh thì là nó không đúng cái thực tế, không đúng với cái sự thật nó như vậy. Dạ, thì theo như sư vấn đề này thì mình phải hiểu như thế nào để cho nó đúng trở lại theo pháp. Dạ, con cũng vẫn chưa. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật ra mình muốn thấy cái đó là mình phải thấy cái bất tịnh rõ ràng, bất mỹ rõ ràng. Chứ còn nữa nếu mình thấy cái kiểu rồi như huynh nói đó thì nó cũng đưa tới vậy, nhưng mà đưa tới đâu? Mít chả samadhi đi xuống luôn chứ gọi phải đi lên đâu đó. Bởi vì nó đã đi ra ngoài đường mà mình cứ tối ngày mình cứ tưởng tượng tới cái cô nào đó có bạn có mái tóc đó thì cái đó không phải là thiền nữa, mà cái đó là tiền chứ không phải là thiền nữa. Mới tốn tiền mới gặp được lại cô đó, cái đó là tiền chứ không phải thiền nữa. Thiền là phải thấy cái niết bích đúng theo cái trạng thái của cái sợi tóc đó chứ không phải là
Đấy, nó tại sao gọi là sợi tóc nó dơ, thật sự đâu không biết sợi tóc dơ cái nào huynh để 3 ngày huynh đừng gội đầu là bữa nào huynh bước ra sợ huynh dòm được rồi mà biết liền à. Nên, bởi vì cái cơ thể này sở dĩ đó là người ta phải trang điểm trang đồ để người ta gì người ta sợ nó bất mỹ, nhưng mà thật sự cái trạng thái của nó là bất mỹ rồi, không có gì mà mỹ đó, không có gì đẹp đó, mà mình cứ nghĩ nghĩa là mình thích nghĩ lầm nghĩ bậy nó mới vậy đó, chứ thật sự là từ đầu tới 32 cái này đã gọi là thể trược, tức là bất mỹ đó. Tại sao gọi là ví dụ như cái thân mình gọi tại sao là Pali gọi là Kaya, Kaya từ chữ Pali là chữ cụ cộng chữ a giá, cụ là những vật dơ bẩn mà a giá là tập hợp, mình gọi cái thân này chỉ là tập hợp những cái chất dơ bẩn mà thôi đó. Thành ra khi mình nhìn cái tóc như vậy, mình nhìn nếu với người mà có đầy đủ phước báo rồi nhìn cái đó là thấy nó rất rất là ớn ớn da gà, chứ không phải là đẹp gì đâu, dầu rằng có uống có gì đi nữa thì thôi, chứ nó mà nói chứ đừng có nói gì đó, mình trời nắng 90 mấy độ ở đây mà chỉ cần 1 ngày không tắm là thấy đủ biết bất mỹ hay không bất mỹ liền à. Đó. Người ta thấy mình là người ta đưa tay lên ta bịt mũi rồi mà nó ấy rồi. Thành ra cái trạng thái đó phát sinh đối với những người mà nó có cái căn cơ nó thiền về đó, chứ còn mình thì cái căn cơ mình nó không có, hoặc là mình chưa từng tạo phước báo liên quan tới đó, tức là cái tiền thiên nghiệp của mình đó. Mà mình không tay quá thì mình nhìn hoài thì mình cũng thấy tào lao hoài, chứ làm sao thấy cái đó được, bởi vì nó mới cái chia ra đề mục này đề mục nọ liền đó. Chia đề mục chia theo cái cá tánh, cá tánh người đó như thế nào thì nên lựa những cái đề mục nào, cá tánh người nào lựa những đề mục nào, chứ không phải là mình cái vô rồi mình niệm, ví dụ mình niệm cái đó thì chắc chắn là những cái điều mà Đức Phật dạy trong 40 đề mục của thiền chỉ và 72 đề mục của thiền minh sát đó, thì nó không phù hợp với một cá tánh này cũng phù hợp với cá tánh khác. Thành ra thường tại sao mình phải trình pháp để ông thiền sư cũng đổi cái đề mục cho mình, chứ không bắt làm cái đó hoài, trình pháp để cũng đổi cái đề mục cho mình, chứ không phải ấy, để đổi để phù hợp đó. Bởi vì nó có nhiều chuyện mà nó có thể nó cản trở cái pháp hành của mình lắm, chỉ cần tích tắc một chút thôi. Ví dụ như mình nói âm thanh thôi là nó cũng là cái chuyện mà làm cho cái pháp cao thượng của mình nó không có khó phát sanh được. Quý vị nếu mà không biết có phải trong kinh Pháp Cú không, tôi nhớ không rõ, nhưng mà cái vị học trò của ngài ngài Sariputta, cái ngày mà đi vị Sa Di đó đi cái mà hỏi mấy cái chuyện về đất lửa cây cối gì ông chồng nó, thì vậy đó nghe nói mới phát sanh trí tuệ, cái nói với ngài Sariputta để con về con hành thiền chứ con không đi bát tiếp đâu, thì cũng hên là cái gì lọt vào vọng trí Đức Phật. Thành ra Đức Phật thấy ngài Sariputta sắp đem đồ ăn về đưa cho ông này, mà đem về đưa vào đó giờ đã gõ cửa thì tẩu hỏa nhập ma liền. Thành ra Đức Phật mới ra đứng trước cái chỗ đó để nói chuyện ngài Sariputta là vậy đó. Đó. Rồi tại vậy nó có nhiều chuyện lắm, nhưng mà đại khái vậy đó, tức là chỉ cần tiếng động không cũng có thể làm cho mình nghĩa là xa rìa những cái đối tượng mà rất là tốt lành, chứ không phải dễ đâu. Mình cứ nghĩ là nó dễ chứ rất là khó, khó là như vậy đó. Nam mô Bích Thầy dạ. À, xa thú giờ kính rồi thượng tọa lưỡi tôn. Dạ, có ai muốn hỏi gì thì hỏi nhau cái gì, có ai muốn hỏi gì không, ai muốn đặt câu hỏi gì không xin cho biết nha, giơ tay hoặc là chat lên nha. À, thì để hỏi cho để trong cái thời gian đó. Thì như cái vấn đề mà nói về cái sự mà bất mỹ đó thôi sư, dạ, nếu mà mình cứ đắc ý mình nghĩ tới cái sự bất mỹ như vậy thì cái đời sống này người ta thường nói mình nghĩ như, những cái đó nhiều quá nó đâm ra làm cho mình chán đời, mình có một đời sống là bi quan. À, nếu mình cứ suy nghĩ mình quan niệm về cái sự bất mỹ đó thì nó ảnh hưởng tới cái đời sống rất là nhiều. Và theo như sư thì vấn đề này thì mình phải nên hiểu như thế nào mới gọi là hiểu đúng pháp. Chẳng hạn như nói về khổ thì cứ nghĩ về khổ 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 hoài rồi ra khổ thiệt. Dạ, con cung thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị. Bởi vì đó là lý do tại sao mà
Như là mới tu cũng cần thầy, hoặc người ở ngoài cũng cần thầy hoặc cần bạn là vậy đó. Bởi vì khi mình một trước một cái sự việc gì đó, cái sự lựa chọn của người ta nó không có giống nhau. Có người lựa chọn đúng đường thì đi lên, người lựa chọn không đúng đường thì đấy. Ví dụ như bây giờ nói về trường hợp nào đó, nó làm cho mình là như là bất mãn. Nếu mình không có được cái sự suy nghĩ cho nó đúng mức thì mình lựa sự suy nghĩ tào lao mình thì mình đi làm gì? Casino, bar, biết làm toàn ấy đồng trước sau thì cũng tiêu lại hết đó. Còn nếu mà mình biết kiếm ông sư mà hỏi thì cũng có gì cho mình, thì ít nhất nó còn giải khuây được, nó lựa cho mình được cái con đường nó tương đối là nó có cách hơn. Bởi vì quý vị nên nhớ cái điều gì, cùng đứng trên một con đường đó đó, nhưng mà con đường vô rừng và con đường ra rừng là một, nhưng nó không giống nhau. Nên đi ra rừng mà không đi, mà đi vô là thì đi vô rừng là đi với những cái tâm gì đó. A ta bi nít chả sa tị à mô hạ, đó là mình đang đi vô rừng. Rừng đây là chỉ cho những sự cám dỗ ngoài đời. Còn khi nào mình đi ra rừng là phải đi a thì ma đó. Thành nên mà muốn có được cái a ta bi sống ở chân ô sa ti ma thì mình phải học hỏi ghê lắm, chứ mình nói thì không có, mình sanh ra mình biết liền á, chuyện đó không có đâu quý vị đó. Sanh ra trước ngày Sa Di Bồ Tát vẫn đi làm đường như thường chứ không phải không, bởi vì lúc đó Đức Phật chưa xuất hiện, thấy không? Mai mà Đức Phật xuất hiện, ông cái vị đó còn tìm tới để được những ấy, chứ nếu mà nghĩa là trễ chừng vài chục năm nữa thì làm sao đắc được, dầu rằng ba la mật đầy đủ tí tí cũng tiêu đó. Chứ đâu phải lúc nào mình cũng cái sự suy nghĩ của mình nó cũng đúng, nó đúng mà bởi cái xã hội của mình nó, mình ở trong cái xã hội nó rất là nhiêu khê, rồi mình khó tránh được sự cám dỗ, dầu rằng cái đó là ác pháp nhưng mình cũng rất là khó tránh sự cám dỗ. Thành ra cái chuyện mà con người ta thường hay đối diện đó là gì, chuyện nhỏ chứ không bao giờ lớn, thấy việc ác nhỏ khinh thường rồi làm, việc nhỏ khinh thường rồi không làm. Cùng một nhưng mà chuyện nhỏ nó vẫn có thể lỗ nhỏ vẫn có thể làm đắm thuyền lớn như thường. Hiện nay chúng ta đi học mà không không có học đúng cách đúng đường đó, chúng ta vẫn rất dễ bị sai lầm chứ không phải không. Mà khi mà sai lầm rồi đó thì này nó dễ lắm. Chúng ta đang đang xếp hàng để trở về ngôi nhà cũ, nó rất là chính xác mà nó rất là mạnh mẽ, chứ không phải không là con, chứ không phải con đang đi vô rừng. Một số thì đi vô rừng rất là nhiều, nó ngay trong cái đầu của mình thôi đó. Nó thật sự quý vị đó, quý vị ngồi suy nghĩ, tối nay về ngồi suy nghĩ rồi từ sáng tới giờ đó, 12 tâm ở trên nó phát sanh nhiều hay là 8 tâm ở dưới nó phát sanh nhiều đó. Nghĩa là không tham thì sân, không sân thì cũng si. Lâu lâu thì nó có được cái một cái tâm mà tâm thiện, mà nghĩa là thiện mà thọ xả mà hữu trợ ly trí thọ xả hữu trợ, nó phát sanh được chút xíu thôi đó. Thì mà mình cứ tưởng là mình ngon là không có nên ăn, mình nấu ngon vậy đó trước sau nó mà khi nó giặt đồ mệt lắm, đi xuống rồi thì nhớ bài kinh con rùa thì mới mới biết thân đó. Thành ra không có đường nào mà không học hết đó Quỳnh, mà học cho đúng. Thì cái ông Sảnh Sai với Rách Chá Bụt đó, ông là thầy của ngài Sa Đu Tả lúc là chưa tu đó. Khi mà ngài Sa Đu Tả vô đó, U Bà Thị Xã là có bậc chánh đẳng tới đó gặp gì đó, thì chắc hỏi ngài Sa Đu Tả đó, gian này người ngu nhiều hay là người khôn nhiều đó. Thì ngài Sa Đu Tả người ta cũng thành thật, người nói ở thế gian này người ngu nhiều chứ người khôn thì không bao nhiêu.
Thì ông nói vậy thì người thấy không, thấy không, nghe là thời buổi nào cũng có những cái gọi là tà sư đó, chuyên môn là dựa vào cái sự thiếu hiểu biết của người khác để kiếm ăn đó, chứ không có gì đó. Mà mình không chịu học cho đúng thì mình trước sau cũng lọt vào tay những cái tên đó thì thôi, chứ còn lâu mới mới trội lên được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chứ Quỳnh bị té không đọc được câu hỏi. Thấy có câu hỏi của Như Thật: bạch sư, có người tu biết bố thí, trì giới, tu thiền, lắng nghe giáo pháp rồi có suy nghĩ rằng tôi có niềm tin vào Phật Pháp Tăng, với đó ý người đó nghĩ vì có niềm tin Tam Bảo nên sự tu giới định tuệ mới có, vậy có được. Nhưng một người có niềm tin vào bậc thánh, như thế này thích cái câu của Như Thật hơi dài quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó, nói trắng là đó, mình phải Đức Phật. Đa số Phật cư cận sinh năng của sư nữ đó, tới chùa để bố thí trì giới rồi tu tiến, tức là làm cho các pháp mình đang làm nó được tiến bộ. Thì trong tu tiến, nhưng mà nói là bố thí cho thật sự ra, chúng tôi xin thưa với cái vị hỏi đó, 90% người cư sĩ tới chùa không biết bố. Nghĩa là không có nghĩa là lên xin ông sư xin thọ trì tam quy ngũ giới là mình là gọi là người giữ giới trì giới, không phải. Ngay cả tu thiền thì cũng vậy, sư nói ấy rồi thì ông biểu là đi biết đi, đứng biết đứng. Xin thưa với quý vị đó, cái chuyện mà đi biết đi, đứng biết đứng đó là cái chuyện là của ngài Ba Hỷ Giá chứ không phải của mình. Mình đừng có nghĩ đó, ngày Ba Hỷ Giá là thuộc loại là Úc Có Tỷ Tanh Nhu, còn mình là thuộc loại Úc Có Tỷ Tanh Ngu. Thành ra đừng có nói đi việc đi, đứng việc đứng, đứng là đủ không phải. Bố thí nó có bao giờ bố thí thế nào để có phước, mà bố thí thế nào không có phước, bởi vì bố thí không phải cho ra là có phước bây giờ đâu, có nhiều khi bố thí không có phước. Bởi vì cái tác ý ba thời mà nếu mà nó không có đầy đủ thì cái chắc chắn là cái phước đó nó không có rồi. Mình bố thí mình không có theo chi pháp theo đồ đó, đó coi chừng bữa nào muốn biết bố thí nó khó hay dễ đó. Vô trong cái website là trung tâm hộ tông.org đó, nó coi cái quyển sách về dạy bố thí không thôi của ngày hậu pháp đó, đọc rồi mới biết mình có biết bố thí chưa. Trì giới như vậy, không phải là mình nói là con xin thọ trì tam quy, con xin thọ trì điều học là cố ý tránh xa sát sanh là mình là người giữ giới, không phải. Khi nào mình còn có tác ý là tránh xa cái sự sát sanh trong cái đầu óc của mình, lúc đó mới là người đang giữ giới. Mà cái sự giữ giới đó không phải là, ví dụ bây giờ mình nói về để cho cái gì hỏi hiểu, là không phải trì giới nó dễ, giữ giới nó dễ đâu.
Bây giờ mình xin thọ thì tam quy ngũ giới xong rồi, nó vừa xong cái rồi mình ra mình bưng đồ vô để mình dâng cúng nó chư tăng, thì lúc mình tắt bạch mình dâng cúng vật thực đến chư tăng đó, mình có tránh xa cái sự sát sanh không? Hả? Phải không? Đâu phải dễ đâu. Đó. Còn nói là có niềm tin ở Phật pháp tăng tam bảo, xin thưa quý vị đó, chỉ có bậc thánh mới có. Khỏi rung này tự nhiên có anh ba trận nào anh chĩa súng vô cổ, nói là ông cái đó ông không có phá, không phải pháp, ngoài Phật không phải pháp gì đâu. À, ông chỉ xác nhận cái điều đó tôi tha cho. Rồi mình làm sao? Mình đã có à? Có Phật pháp tăng à? Mình là nói là không có đâu, tôi nghe chứ tôi không có tin. Để cho thằng cái thằng đó nó xách súng nó đi đâu rồi đó, thọ thì tạm quy ngũ giới mình sao mối với được Phật chứ có ai đâu, phải không? Thành ra khó lắm, đừng nói mình chưa là bậc thánh thì chuyện bố thí trì giới thì mình chỉ làm những cái làm cho vui là nhảy đó, mình chưa học tới nơi. Không, ví dụ như mình trong những pháp bố thí nó có những cái chùa nó cần gì cái mình gửi tiền tới mình nói mình bố thí cái đó đó, thật sự cái đó đó mình cho ra thiệt nhưng mà cái năng lực của nó không có bao nhiêu đó. Đó, quý vị là trong cái quyển kho tàng pháp học của sư giác giới quý vị có thấy không, bố thí mà đúng chứ còn cái chuyện mình gửi hay là lâu lâu cái ra ngoài văn phòng của bác sĩ sau khi tôi chết thì cho xác này cái đó là nghĩa là bố thí. Mình dùng ra cái ai xài đâu. Rồi tới mình nên nghiên cứu cho kỹ để biết mình có cái khả năng ở đó hay không. Lý do đó, nếu mình nói mình có niềm tin vào Phật pháp tăng là nội như quý vị suy nghĩ cái chuyện kiểu vậy biết không, mình tắt thở cái là lòng người nó chưa chắc mình đoán là gì chùa hàng ngày đó. À, chứ đừng nói gì đó, những cái gì mà liên quan tới những pháp đó Phật dạy chứ bậc có còn giữ được nếu bước qua kiếp sau thôi, chứ còn phạm nhân là không bao giờ giữ được lâu đâu. Trong thành ra nhưng mà trong thời gian mình còn hơi thở, mình ráo gắng mình học càng nhiều càng tốt, hành nhiều càng tốt, ít nhất là mình gieo một tử nên nó thành một cái nhân để kiếp sau là mình nếu mình gặp được những cái bậc nào đó thì dạy mình dễ hiểu. Có nhiều người bây giờ tại sao vô chùa nghe cái có khả năng là hiểu rồi có thể giỏi hơn mình vậy, tại vì họ đã từng gieo gặp lúc nào mình sanh ra mình thấy chùa cũng giống như người mới tới đó. Thành ra khi còn gặp Phật pháp thì ráng làm cho nhiều để rằng đó là cái duyên quả này nó giúp đỡ được mình, chứ còn cái chuyện mà mình được hy vọng mà cái trì giới vậy nó có quả về quả về đừng hy vọng, không có gì chắc chắn, mình làm yếu chứ nó không có mạnh. Cái người nào mà dắt tôi cần cái thân không, cái mình nghĩ rồi bây giờ vẫn được nhưng mà cho cái chết rồi sao, đỡ để bữa khác, để không có bây giờ là chắc sẵn sàng giống như ngài Sariputta hồi xưa đó, kiếp trước kiếp của ngài đó ngài đã nguyện là Bồ Tát rồi đó. Năng bà la môn nó lại xin đưa cho nó cái nó quăng trước đất nó đạp chơi cái ngày thôi, không thèm nguyện chi cho lâu dài được, nguyện giải thành cho nhanh chứ không còn giác nữa đó. Ba là mặt cỡ đó
Có rồi đó mà vẫn phải là cái chuyện đó là chuyện dễ ha. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, sao đó, kính chào từ tọa Lưu Tông. Theo như sư nói giờ tu mà để mà kiếp sau mà được gặp lại đúng đường đó, thì nó khó, khó lắm. Thì như là mình nguyện được sao? Ví dụ như những cái làm phước thì cái nguyện, hoặc là học pháp cái nguyện kiếp sau luôn gặp được chánh pháp, thì cái lời nguyện đó theo như sư thì thấy cái sự nguyện đó nó có không ạ? Dạ con cũng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy dạ kính bạch chư tôn hàng dạ kính thưa chư quý vị, nguyện á là cái cách hướng dẫn cái sự trổ quả ra đúng thời đúng lúc như ý mình muốn, nhưng mà mình quên quên cái chuyện đó là nó có đủ năng lực để cái việc đó phát sanh muốn hay không đó. Mà dầu cho nó có đủ năng lực nhưng mà cái điều kiện của mình đó mình chưa có đầy đủ thì mình gặp, ví dụ như bây giờ đó trong thời Đức Phật hồi xưa, ví dụ như chúng tôi với Kinh Miranda hay là cô Nhật Quỳnh cũng sanh vào thời đó, nhưng mà sanh làm trùng làm dế thì cũng như không, cũng nguyện gặp, chắc cũng nguyện gặp Phật cái chứ không phải không, bởi vì gặp Phật là gặp cách nào, gặp khi nào mình đầy đủ điều kiện thì gặp Đức Phật nó khác, mà mình không đủ điều kiện thì mình gặp Đức Phật nó khác. Rất nhiều người đừng nói gì trùng giới chỉ cho nó thấp, là người nhị nhân cũng vậy đó, Đức Phật ngó mình cũng cười cười thôi, cùng lắm là mình lại cái mình xè 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 làm bộ ngày ngày cho con chụp hình để đưa lên Facebook cho người ta để quảng cáo mình có gặp Phật cũng như không. Quá thì bây giờ mình muốn gặp Phật ít nhất đó thì mình phải học theo những cái điều mà cái vị Phật hiện tại để lại cho mình đó, đó. Ngài đã nói rồi khi ta tập với lực là thầy, mình ráng học càng nhiều càng tốt, học cho tới khi nào mà nó có rất nhiều năng lực đó, thì mình gặp kiếp sau mình gặp lỡ được gặp vị Phật đó, thì mình tức là Ngài nói một câu đó, mình có thể mình nghe được, hay là Ngài có khả năng Ngài hướng dẫn cho mình được, mình nghe mình hiểu. Chứ còn nếu mà mình nghe Ngài nói thì Ngài cũng gặp chứ sao không gặp đâu. Quý vị nên nhớ đó, mình coi cái lần thuyết pháp của Đức Phật, Ngài thuyết rồi đó hen. Thường thường Ngài thuyết là tại sao Ngài phải dùng cái giống trí để Ngài để coi cái ông này ông có khả năng, một số rất ít là đắc ké ké là chư thiên nhiều hơn là người đời, là tại sao mình chưa đủ điều kiện, dầu rằng mình nguyện gặp Phật đi nữa, ông là mình gặp giáo pháp mình phải học cho nhiều, nghĩa là mình bỏ túi cho càng nhiều càng tốt để làm vốn, thì sau này gặp Đức Phật mới có lợi lợi chứ còn nếu không mà vô cái mua nải chuối lên để mà Phật là cái sự mà cúng dường nải chuối đến đến ngày ngày để con nải chuối nữa chứ có gì đâu, lợi ích gì đâu, phải không? Phải học cái mấy ấy chứ, mình mà học ra tức là mình tạo nhân duyên đầy đủ rồi thì chắc chắn cái là nguyện nó mới thành. Còn nếu là nguyện cái lời nguyện có gặp thì cũng như không gặp mà thôi. Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Vậy là Quỳnh Kinh chắc có việc rồi, sa thú chạy mất tiêu, con không thấy cầm mic. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, bây giờ con thấy câu hỏi của Như Thật. Dạ, con dạ, cảm ơn Quỳnh rất là nhiều.
Dạ, đã giúp đỡ Nhật Bình cũng như giúp đỡ đạo tràng cho những câu hỏi nhỏ quá hả? Dạ, bây giờ nó lớn nha. Dạ, tại Nhật Bình mới tới máy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, bạch sư, theo quan điểm nhiều người cho rằng việc thiện làm như câu hỏi trên là Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kinh bạch chư tôn nguyện. Dạ, kinh thưa chư quý vị, hiểu như vậy thì không chính xác. Trước hết là mình phải hiểu rồi là một việc thiện á, bố thí mà muốn thành bố thí ba la mật á, thì mình phải nguyện để đưa tới cái sự chấm dứt phiền não, đưa tới sự chấm dứt luân hồi, thì cái bố thí việc làm đó mới thành là bố thí ba la mật. Nhưng mà còn cái năng lực nó được bao nhiêu thì lần nữa thì mình cũng nguyện như vậy đó, mỗi lần bố thí nguyện vậy đó, thì cái đó mới gọi là bổ túc cho ba la mật. Còn nếu mà mình nguyện mình làm cái việc mà thiện rồi mà không có nguyện để cho nó thành ba la mật thì nó đâu có bổ túc được cho cái gì cho ai đâu đó. Bởi vì khi bố thí mà mình không có biết cái cách nguyện đó, mình không hiểu, mình không học để hiểu chấm dứt phiền não là như thế nào này kia sụp nó, để mình nguyện là tới cái trạng thái đó đó, thì cái bố cái việc thiện đó là việc thiện thông thường mà thôi. Mà cái việc thiện thông thường đó đó chắc là nó đã giúp cho mình để đi về cõi an vui. Nó nói bởi vì cái đi về cõi ngũ giới ta học rồi đấy, ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt. Quý ngũ giới mà không có trì thì có bố thí cách mấy cũng đi xuống mà thôi. Đó là bà Manlika, bà hoàng hậu Manlika của vua xứ Kosala đó. Bà làm phước đại thí vào thời Đức Phật có 102 đó, nhưng mà chỉ có một lần nói dối ông vua mà thôi, lúc tắt thở vẫn rớt xuống địa ngục như thường, chứ không phải cho mình đi lên không có đâu. Muốn giới cõi nhân thiên thôi, còn muốn đi lên cao nữa thì phải thêm lên chứ không phải không. Ví dụ muốn gọi cõi phàm thiên thì phải đắc thiền phải này phải nọ, chứ không phải là mình cứ nói lại được thiền để bố thí ba la mật. Mình chưa biết ba la mật là gì mà sao không bổ túc được, không hiểu ba la mật là gì ba mà tới bờ bên kia. Thành ra khi mà mình làm mình cũng nguyện mình đi qua tới bờ bên kia, mà muốn đi qua bên kia đó là chấm dứt sự sanh tử luân hồi đó, thì cái đó mới là bố thí ba la mật. Chứ còn mình nguyện mình bố thí xong cái nguyện để kiếp sau tôi được giàu sang để làm phước tiếp tục thì thôi, chứ cái bố thí đó gọi là bố thí để được luân hồi thì cái đó không thể bổ túc cho cái pháp nào cả. Rồi có những cái chuyện mình nhiều khi mình làm mình cứ nghĩ ở cái này là để bố túc cho bà bố túc, mà như thật sự nó không bố túc được, không bố túc, bởi vì mình có tạo phước gọi là phước thuộc loại ba la mật lúc nào rồi nó bố túc. Ba la mật thì thường đó quý vị nghe đó, thập độ ba la mật đó, 10 cái phước đó quý vị đang làm một trong 10 cái phước đó là nguyện vậy đó, nguyện để chấm dứt sanh tử luân hồi, mà nguyện trong tâm thôi nha, chứ còn chưa hết mà nói ra ngoài á coi chừng á, nó tới nó xin có gì nó cũng xin hết à. Còn có cái thân người không mà nó xin cái hàm bộ hàm răng để cho mình mới là phiền não lắm mà. Nam mô cái thầy á. Rồi quý vị ơi, như là ngài cả Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiện. Dạ, kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo nào phát sinh do cái pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi dương lành để cái sống này. Nam mô Bụt Thầy. Pha hoa tu sập và măng khả lăng ra khăn tu sập và đề hoa ta sập và Bụt Thầy nu pha huê na sa đa so thí pha quanh tu tê Bhavatu sabbamangkalam rakhantu sabba devata
Sabba dhamma nupave nasada soti bhavantu te bhavatu sabba mangkalang rakhantu sabba devata sabba nupave nasada soti bhavantu te namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya namo ratanatayasa.